anh lên phụ một chút nè. Đi vậy như thế gió ra em chào mấy chị nha. Em lên rin sale, nói chung là những cái hàng gì mà giờ em để dành là em lên hết nha mấy chị nha. Em còn khoảng cỡ bún, tính luôn size, mới tính size nhỏ thì khoảng cỡ 400 cái. Tính size nhỏ ha, size nhỏ là eo dưới 100, còn eo trên 100 thì còn khoảng cỡ 200-300 cái, thì tổng cộng khoảng cỡ 500-700 cái ha. Cho nên sáng hôm nay mà trong cái like này mà mấy chị không chốt rin là mấy chị rất là tiếc nha. Mấy chị hoa lan hồ vô chưa nè. Tự nhiên hôm qua giờ bán không được mấy chị. Hôm qua giờ bán, bán sale đồ 20-30 mà bán cũng đi hàng thua luôn. Anh ơi, lấy cái bao áo chỗ này ra em sale cho vài chục hết luôn anh. Lên dệt, lên dệt 180 yên sale cho mấy chị vài chục ha. Lên dệt 180 yên sale cho mấy chị vài chục luôn. Có cái bao áo lộn xộn đâu đây nè. Cái này nó bị lại nữa. Đúng rồi. Dạ, không tư được cái chồng đi, không tư có quên nó chắc ở đây. Đưa mấy cái bao mà có bao đi ra ngoài trước. Hello chị Cúc Lê. Em có một cái con len dệt nè mấy chị. Em có một cái con cót len dệt nè mấy chị, coi vải nè. Vải rất là đã luôn nha. Nó là của dòng Mongkagi luôn á mấy chị ha. Con này size 60-75 kg. Hôm nay yên sale cho mấy chị 100 ngàn. Ok chưa mấy chị? 180 yên sale cho 100 ngàn áo 60-75 kg. Con này mấy chị đi hàng ngày nó đã. Con này mấy chị đi hàng ngày đã lắm. 60 cm mấy chị, 180 cm mấy chị, 100 ngàn mông cây ghi. Bao ghi hôm qua để đâu rồi? Dạ. Cái viên tối hôm qua like bỏ đâu? Thì để em bỏ xuống đó. Cái cục keo qua ngay cái cửa trùng đó. 100 ngàn nha mấy chị nha. Áo khoác 100 ngàn. Để em bấm cái nút chia sẻ vô cái hội nhóm nha mấy chị. Chị đợi em một chút nha. Đợi em chút mấy chị. Chị đợi em chút rồi xong rồi nè chị. 25 triệu. Cái con này đúng mông ca ghi nè. Cái con này là đúng hàng mông ca ghi mặt hàng này nè. 60-80 kg mẫu này. 60-80 kg mẫu này. Chị nào chốt áo khoác mã 2 chốt giùm em. 180 sale cho mấy chị. Chị có bán quần mặc váy không? Có. Chiều nay về lô đó Trang. Chiều nay nó về tới nơi một lô đó. Chị nào chốt mã này chốt lên giúp giùm em nha. Mã này là 180 cm 100, đưa rin xuống xe lên. 180 cm 1 rin, à xe 100, đưa rin xuống. Lên cho mấy chị mã này nha, mã này size bé nha. Mã này size 60-72 kg thôi. 60-72 kg chốt giùm em sọc đỏ. Chốt giùm em sọc đỏ. Sọc đỏ sale cho mấy chị với giá là cũng 100 ngàn luôn ha. Cũng 100 ngàn luôn. Có lên áo thun không? Áo thun nó nằm kho bên kia Sơn Mai ơi. Ở bên này đã có vài cái áo lộn xộn. Ở bên này mình còn bao áo thun nào không Tuy? Không, em mới bệnh hết rồi. Em bệnh hết rồi.
Đào lên quần ơi. Để chút trưa trưa đi chị Sơn Mai, em qua bển em like cái riêng đó cho chị Sơn Mai ha. Trưa trưa đi em lên em xem. Mấy chị ơi, mấy chị có mua mứt gừng nhớ mua dùm chùa nha mấy chị. Mấy chị có mua mứt gừng mấy chị mua dùm chùa nha. À, tại vì chùa gửi em ba mấy gói mà giờ đây còn tới à, gửi em 50 gói mà giờ đây còn tới 30 gói mà chùa làm mứt gừng ngon lắm mấy chị. Thật sự chùa làm mứt gừng cực kỳ khô mà cực kỳ ngon. Mà mỏng mà nói chung mà thơm mà vô đường nó cũng vừa nữa. 90.000 gói mấy chị mua giùm em người gói người hai gói. Quần mặc váy bao nhiêu ký vừa? Để chút nữa cho nó về cái hàng quần mặc váy kia kìa là bầu mặc được luôn. Có nghĩa là rộng á. 50.000 quần. Còn cái quần hiện giờ ở nhà của Quảng Châu á 60 quần nhưng mà quần đó nó có cái vụ ghen bụng á, cho nên em mặc sẽ bị bó hết ra ha. Lấy cho Đỗ Quỳnh Như gói mất gần đi. Cảm ơn Như nha. Mấy chị ơi mua phụ đi mấy chị. Tại còn tới ba mấy gói luôn. Hứa bán giùm cô mà cuối cùng giờ bán mới có 1 đợt rồi. Mới có 1 đợt rồi. Rồi yên lo cho mấy chị mã 22 L108. L108 là tương đương 90-95kg nè. Cái con quần này nó đã lắm mấy chị. Cái vải zin nó đã đó à. Rồi chốt giùm em mã. Cái em mã 22 L108 sale 100.000. Mã 22 L108 sale 100.000. Mã 22 L108 sale 100.000. Yên lên cho mấy chị một cái mã Tommy L82. Mã Tommy L82 chị. L82 sale cho mấy chị 100.000. L82 quần Tommy đáng lẽ là 220 mấy chị. Sale mấy chị 100.000. Lỗ nhiều lắm nha mấy chị. Nhưng mà người phụ tay ra hết hàng nè. Em lên nha mấy chị mã 67 L84. Mã 67 L84 nè mấy chị. Mã 67 L84. Xe mấy chị 100.000 luôn. Mã 67 L84. Có chiều nay nó về luôn với Sơn Mai ơi. Em lên nha mấy chị mã 14 L82. Đây mấy chị, mã 14 L82. Có ship có chị Tuyết Trần. Chị có mua đi ship bên em tính ship rẻ lắm, 20.000 toàn quốc nha chị. Mã 14L82. 14L82, mã 14L82. 14L82. Nói chung là quần co giãn 100% hết nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Mã 65L80. 65L80 nha mấy chị. 65L80 là mã quần đen jean đen không. 65L80. 65L80 là mã quần jean đen không đó. Rinh đen không rách nha mấy chị nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã này. Mã 17L101. 17L101. Mã 17L101 là mã rách bạ nè mấy chị. Mã rách bạ sale 100.000. 17L101. 17L101 rách bạ sale 100.000 nha mấy chị. Rách bạ L100.000. Mã 22L108. 22L108. 22L108 nè mấy chị. Mấy cái mã này ở ngoài mấy chị dễ phối đồ lắm. Con này vải đẹp cho mấy chị. 22L108. Mã 22L108 mấy chị ơi. Mã 22L108. Chị nào chốt mã 22L108. Chốt lên giùm cho em giúp nha. Mã 22L108 mấy chị. Lên cho mấy chị một con mã hồng ruốc. Mã 21L92. 21L92 mấy chị. L92 này tương đương dưới 72kg nha mấy chị. Mã 21L92 tương đương dưới 72kg. Tương đương dưới 72kg. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Mã 08L90. Mã 08L90. Đó, mã 08L90 là từ giữa năm tới giờ yên bán mã này nhiều nhất. Mã 08L90 con này bán chạy nha mấy chị ơi. Mã 08L90. Có quần nào eo nhỏ 76 mong 94 không yên. Nếu mà gửi rồi thì chị lấy đi rồi em gửi bill sau. Từ đây tới ngày cuối cùng bán em gửi bill cũng được. Chị Tăng Lệ Châu. Lấy chị Tăng Lệ Châu kệ phụ ơi chị. Phụ cho mấy một sư cô mất gừng. Phụ cho mấy sư cô bớt cái chị ơi. Em nên bán là dùm cho cổ. Mấy cổ là 2-3 đợt á. Mà cuối cùng bán có 1 đợt à. Bán có 1 đợt à. Có chị lấy eo 80 là vừa rồi á chị Cúc Lê. Chị lấy eo 80 tại vì 80 tính đồ co giãn. Cái quần này là thực sự là Yên không có nhu cầu sale. Mã 34L94 nè. Tại vì quần này Yên mới lấy về mà quần này đợt mới. Đó mấy chị thấy không? Mã 34L94 quần này mấy chị thêm em 20 quần này nha. 34L94. Đây nữa nè mấy chị. Đây cũng thêm 20 nè.
sai mẻ mà sao cùng số. Này mấy chị thêm cũng em cũng 20 nè. Con này eo 100. Eo 100. Mẻ 37 eo 100. Mẻ 37 eo 100. Được bụng lòng rồi kìa. Mẻ 37 eo 100. Mẻ 37 eo 100. Coi lại 34. Mã này đẹp lắm nha anh Nhiên. Mã 34 eo 94. Thêm cho em 20 là 120 ha. Mã này hơi bị đẹp nha. Mã này hàng mới về luôn á. Coi lại size 32. Cái quần này nó không có size 32, 33, 34 mà quần này nó có đo theo eo. Như giống như cái con quần đen, đợi tí xíu đem lên mấy quần eo 80 là chị lấy được rồi. Ha. 34 chốt. 120 của An Nhiên. Hôm nay là mấy chị ngồi không ngồi mua quần là mấy chị hối hận lắm luôn á. Mẹ 37. Yên lên nha mấy chị nè. Mẹ 37 của chị Huyền Huỳnh. Anh vô anh coi trong cái nhóm ồn mà anh xử lý cái bill đó giùm em ơi. Có đứa nào vậy chưa? Nghĩ sao mà người ta để số điện thoại khác mà làm bill để số điện thoại khác. Anh có thể ra trước anh hút thuốc giùm em được không vậy? Cái Huyền Huỳnh đây 120 luôn đúng không? Huyền Huỳnh 120 luôn. Coi Huyền Huỳnh nào ghi cho rõ ràng. Nghĩ sao mà tối có mấy cái bill, tối qua được mấy cái bill vậy? Mấy bill bao nhiêu? Tối hôm qua được có bao nhiêu cái bill đâu? Tối qua có mấy cái bill à, cũng lộn nữa, cũng thua luôn á. Rồi thêm nha mấy chị nè. Bill Tết mà không bằng hồi xưa bán ra lát trưa mà giờ cũng còn lộn lên lộn suốt nữa. Rồi yên lên mã này yên bán 200 nha, không có teo. Mã này chưa đo eo nhưng mà mã này bán 200. 1 ký gần luôn chị. Ai một ký gần, trời ơi em cảm ơn chị Hiền Huỳnh nhiều nha. Anh ơi qua bển lấy mấy bịch gần nha em ơi. Chờ cái chìa khóa nha anh chị. Chìa khóa. Còn không khỏi lấy, còn không nốt lại cũng được đi. Rồi yên lên cái mã này mấy chị cũng thêm cho em 20 là 220 nha. Mã 04L88. Một ký là mấy bịch chị? Mã 04L88, nguồn này đẹp quá. Ôi chế nào mà eo 88 hút cái quần này có 120. Hơi bị ghiền luôn. Một ký 2 bịch. Ký 2 bịch đúng không? Để em đưa mấy cái con quần mà em không có ý định sale đưa qua đây nè. Nè quần 200 nè chị Cúc Lê. Nè chị coi quần đen đẹp không? Eo 80 nè. Eo này 70, 76 đến 80 nè. Quần đen form đẹp không? Nè hơi bị đẹp nhưng quần này 200 tại vì quần này mới lấy hàng về nha mấy chị nha. Quần này em không có sale lỗ đâu tại quần này nó chưa ăn chưa uống gì hết trơn á. Nó chưa ăn chưa uống gì trong cái công cuộc này hết á. Rồi yên lên nha mấy chị, một con tôm mì lấy một ký mất gần à, một bịch hả chị Hiền Huỳnh. Chiếc lá nhỏ à, chiếc lá nhỏ không chị, eo 88. Chiếc lá nhỏ không chị em tắm nè, còn một bịch nè tôi, một bịch à, một bịch của chị Hiền Huỳnh. Rồi em lên cho mấy chị một con tôm mì, mấy cái coi mấy chị coi mã tôm mì nè, mã 04 em 100 đẹp không, mã này là 220, cho nên yên sale mã này cho mấy chị là 120, mã này yên cũng không có nhu cầu sale nha, mã này cũng không có nhu cầu sale. Chiếc lá nhỏ không chị, chiếc lá nhỏ là sao ta không hiểu, chiếc lá nhỏ của chị, chiếc lá nhỏ, đưa hết quần trong kia ra cho tôi. Còn chị là hay rồi em chị, đưa em đắp chứ. Ra đi em đắp quần nó ra đi em lên cho mấy chị nè. Eo 8 quần eo 88 chị lấy hả? Quần eo 88, quần eo 88 là yên nói quần đẹp á phải không, quần đẹp mà 120 á phải không. Nào, cục yêu nhỏ hết rồi à. Còn cục yêu lớn. Quần eo 88 chị Cúc Lê lấy là 120. 120 của chị Cúc Lê. Eo 80 em có mấy con màu đà màu xanh cũng đẹp lắm chị. Đây là chị ba. Eo 80 nè. Quần nè, form đẹp và vải đẹp đó. Form đẹp cực kỳ và vải đẹp cực kỳ. Chốt chị Nhung Lâm tôm mì. Tôm mì mã 04 eo 100 của Nhung Lâm tỉnh. Tới đâu rồi? Rồi Nhung Lâm tỉnh nè. 120 của Nhung Lâm tỉnh. 120. Nhung Lâm tỉnh. Quần mới bỏ qua rồi, lấy chị rồi. Lấy chị rồi. Rồi cái này của chị Ba để em kiếm mấy quần eo 80 chị Ba, mẫu đẹp không ạ?
của chị Ba nè. Rồi em lên tiếp cho mấy chị nha. Em lên tiếp cho mấy chị để ý mã giùm em đọc mã nha. Chứ đừng có nói xuông xuông. Mã 31 eo 90 mấy chị coi quần đẹp à. Mã 31 eo 90 này sale mấy chị 100. Của chị Ba nhiêu? Mã nào mà không sale thì em có báo không sale nha. Phải chị Ba, mã của chị Ba là 200. Rồi yên lên cho mấy chị mã này. Mã này mã 25 eo 88. Mã này cũng không có nhu cầu sale. À, mã này không có nhu cầu sale nhưng mà chế nào muốn sale thì thêm cho em 20 là 120.000. À, 120.000. Có những cái mã em không có nhu cầu sale nha. Tại vì những cái mã nó hàng mới về. Mà chị có ý mới biết hàng nào mới về thôi. Cho nên mấy chị khỏi so đo với em về vấn đề đó ha. Mã 06 eo 95 sale 100.000. Mã 06 eo 95. Đẹp không anh bà, đẹp không? Mã 06 eo 95 sale 100.000. Mã 06 eo 95 sale 100.000. Rồi lên tiếp tục. Mã 55 eo 9, mã 120 eo 88. 120 eo 88 của chị Thanh Hoa. À là mã này phải không chị? Mã lai lọc thôi. Rồi 120 của chị Thanh Hoa. Rồi để cái giá đọc nha. 100 nãy của Nhung Lâm tỉnh giá nhiêu? 120. Rồi chị Thanh Hoa 120. Yên lên cho chị mã 55 eo 94. Trời ơi quần này mà đi sale có 100 ngàn mấy chị về mặc 1 năm trời cái quần nó chưa xơi dẹp luôn. Sale 100 quần này. Bán cho mấy chị con quần. Em nói thiệt con này chắc em con này phải gặp khách chịu chơi à. Mấy chị coi quần này nè. Quần hộp á mà chị coi quần vải nè. Rồi em xả con này cho mấy chị 60 ngàn nhưng mà 60 đến 70 ký thôi. Xả 60 ngàn quần này em lỗ nhiều lắm luôn á. Quần này nè, quần tôm mì nè. Xả 60. Chị nào chốt là quần 60, chốt lên em nó có một size thôi. Quần 60 ngàn. Xả quần 60 ngàn. Lên cho mấy chị một con xanh đậm. Một con xanh đậm mã 13 eo 93. Mã 13 eo 93 xanh đậm nha mấy người, 13 eo 93. Xong rồi em lên mấy con lên dệt mông kaki cho. 108 xe 100. Rồi con này eo 90 thôi. Xin lỗi mấy chị nha, mã 13 eo 90 em cầm quần lên em biết liền. Mã 13 eo 90 mấy chị ơi. Mã 13 eo 90. 13 eo 90. Con này chị nào mà còn cỡ 70 kg hốt con này đẹp nè. À chị Trần Vân nè, chị Trần Vân 60.000 nè. Trần Vân 60.000. Mã của Thúy Phạm Thanh Thúy 60.000. Thúy Phạm Thanh Thúy 60.000. Thúy Phạm Thúy 60.000. Cái mã này đẹp nè mấy chị, cái mã này đồ giãn của quần rất là phê. Cái mã này đồ giãn của quần phê lòi luôn mấy chị ha. Cái mã này đồ giãn của quần phê lòi luôn. Ha, 60.000. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã rất tua. Mã này là do kiếm có không có gieo cho khách nè, chứ nếu mà kiếm có là quần này không còn nha. Mã này em 104, mã 24 em 104. Mã 24 em 104 mấy chị coi phân quần là đã không? 24 em 104. Để nào chốt mã 24 em 104 chốt giùm em. 24 em 104 sale 100.000. 24 em 104 sale 100.000. Em bán cho con chân váy 100 kg nè. Em bán cho mấy chị con chân váy 100 kg 30.000. Mã 24 của chị Ly Nguyễn 100.000. Mã quần nó hơi bị đẹp nha chị Ly. Em có con chân váy bán mấy chị 30.000. Con chân váy này eo 120. Eo 115 đến 120 con này đẹp lắm nha. Bán 30.000 chân váy. Chân váy bán 30.000. Nó tùy lúc cái mạng đó. Cái mạng nó muốn bóp lúc nào nó bóp. Rồi em lên cho mấy chị mã này là mã ông Địa. Mã ông Địa 220. Sale cho mấy chị 140.000 mã ông Địa. Ông Địa 220 sale 140.000 cho mấy chị mã 42 eo 80. Mã 42 eo 80. 42 eo 80. Đẹp không mấy chị? Mã 42 eo 80 quần ông Địa. Chân váy của bé xíu lớp du. Có nhiều chân váy đẹp lắm nha, bé chân xíu váy. Lớp du ngồi hả? Bé xíu lớp du muốn lên quần rin eo bao nhiêu báo nha. Chân váy nhiêu chị? Chân váy 30.000. 30.000 của bé xíu lớp du. Em lên nha mấy chị, mã quần sọt bốn mã 42 eo 122. Đẹp không? Mã có 60.000 à. Chốt cho em quần sọt eo 122. Mã 42 eo 122. Quần sọt nha. Quần sọt này sale có 60.000 thôi. Yên lên nha mấy chị con quần sọt mã 41 eo 102. Mấy chị con vải co giãn đó nè.
Cái chị coi form sâu nó làm đẹp không? Có quần eo 117 ống dài cá nha chị, biết xíu rồi lại, lại lụm cho mấy con quần eo 117 cái đó để anh Phước này. Rồi 115 đến 120 lụm lại đây. Yên lên cho mấy chị một cái mã quần sọt, mã 34 eo 94. Mã 34 eo 94 kiếm coi thử có mấy con cái cột ngay cầu thang có mấy cái chồng chân váy hết tí à? Xuống hết rồi. Xuống nào để bữa đó để đâu ta? Đây hả? Đây 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 đây. Rồi vậy ti ti đưa cái này xuống. Ti đưa cái bao chân váy yếm xuống. Đó. Úp lên. Úp lên rồi. Đó chị. Rồi Yên, hôm nay sale mã này nha. Mã 11 eo 92 Yên sale cho 100.000 chân váy riêng nè. Mã 11 eo 92 sale cho 100.000 chân váy riêng con nó 140 á. Tiếp tục nè. Mã 16 eo 102 nè. Đẹp không? Sale này 100.000 là mấy chị trúng cút tại vì cái này không có nhu cầu sale. Có những mã không có nhu cầu sale. Cái này sale cho 70 nè. À, chân váy da mã 15 eo 86 chân váy da sale cho 70 nè. 70 chân váy da. Chị nào chốt chân váy da chốt giùm em. Rồi chân váy jean nè. Chân váy jean eo 1 11 Thanh Nguyên. Mã 11 là mã gì ạ? Mã 11. Mã 11 eo 92 100.000 của chị Thanh Nguyên. Bán xong rồi. Không biết cái mã gì luôn. Chân váy eo 86 váy da. Váy da eo 86 của Thanh Vân. Dạ con này eo 10. Con này eo 105 là đúng nha. Chân váy riêng là eo 105 là đúng nha. Sale trong luôn. Chân váy da sale cho Trần Vân 70.000 chân váy da. Cái đó trong nha. Rồi Trần Vân nói chưa. Rồi. Cái bill gì mà có mấy bill mà cứ lộ ngoài đủ má bị sáng khó chịu thiệt chứ. Má sáng khó chịu bực bội ghê trời. Mã 14 eo 103 hết lộn bill của thành phố tới lộn bill tỉnh. Rõ ràng có mấy bill à. Chân váy eo 105 của chị Anh Nguyễn 100.000. Đó eo nhiêu tiền hả? 70. Rồi cái này của chị Anh Nguyễn 100.000. Cái này nè. Cái này chân váy xanh đen eo 103 nè mấy chị. Chân váy xanh đen eo 103. Dạ chốt giùm em là chốt giùm em mã 14 eo 103. Mã 14 eo 103 bé xíu lớp du đợi xíu nha. Bé xíu lớp du đợi xíu nha. Rồi Yên lên nha mấy chị chân váy. Hồi nãy ai hỏi chân váy? Hồi nãy ai hỏi chân váy 105 vậy? Rồi 70.000 chân váy 105 nè. Chốt cho Ly Nguyễn nè. Chân váy 105 70.000. Dạ chốt cho Ly Nguyễn 70.000. Ly Nguyên. Chân váy này co giãn nha. 70.000. Rồi chân váy này mã không. Ủa cái này là cái quần mấy chị, cái quần này bé xíu lớp du hốt được nè. Mã 02 eo 101. Con này 70.000, đẹp không? Thanh bạc mà rất là đẹp luôn nha mấy chị, để ý cái dòng eo em đọc nha. Chứ không là quần này không có đổi trả cái mắc công mình về mình mặc cái quần không vừa hay là rộng nó uổng. Mấy chị nhớ nha. Đây là cái con áo Tommy 202 nè. Em xem mấy chị 100 nè. Áo Tommy 202 xem 100. Em nói thiệt với mấy chị, con này là chị nào mà bụi đời mặc hơi bị đẹp luôn. Con này mà xem mấy chị 100 là mấy chị mê. Con này xem mấy chị 100 là mấy chị mê tôi. Con này mà ít khi nào mà gặp cái hàng này để bán lắm mấy chị. Ít khi nào gặp cái hàng này để bán lắm nha mấy chị. Tại vì nó là hãng của Tommy ha. Nó là của Tommy và nó có nón ở sau lưng nha mấy chị nè. Chị nào mà còn cỡ dưới 80kg bằng ý Yên hốt con này. Dưới 80kg nha. Con này 220 xem mấy chị 100. 220 xem 100.000. 220 xem 100.000. Éo khóc Tommy nha. Em có một con quần rin nè mấy chị. Em có một con quần rin của Chanel, con này 207 mấy chị. Con này 207 sale mấy chị 107. Áo khoác của chị Cúc Lê 100.000. 100.000 của chị Cúc Lê. Con này là 207. Em sale mấy chị 107 và còn đúng một cái size eo dưới 90 thôi. Nhưng mà hàng này của hàng có thương hiệu nha. Hàng WS đẹp không mấy chị. Rồi chốt giùm em Chanel eo dưới 90. Eo 90 cũng được mà eo 85 đến 90 cũng được con Chanel nha. Chị nào chốt Chanel chốt lên giúp giùm em Chanel. Lên cho mấy chị một con chân váy mã 09L100. Mã 09L100 chân váy mấy chị. Con này mới xịn sò con bò nè. Con này mới xịn sò con bò nè. Con này mà sale 100.000 là mấy chị chết chưa. Dạ áo tôm mì khách lấy luôn nha chị Hành Dung Trân và chị Tuyết Trân ơi. Khách lấy rồi. Mấy chị ơi,
mã 54 eo 100 nè. Trời ơi mấy chị trúng mánh, mấy chị trúng một khúc luôn chứ trúng mánh gì. Con này mà sale 100 ngàn mấy chị trúng một khúc luôn. Vô luôn mã 54 eo 100. Mã 54 của chị Tăng Lệ Châu. Trời con này đẹp quá chị Tăng Lệ Châu ơi, con này đẹp quá trời luôn. Như vậy chị, chị Trúc Phương Nguyên ơi, tí xíu chốt 100 ngàn. Trúc Phương Nguyên chốt là mã 54 thôi, chứ đừng chốt số điện thoại sau. Tại nhà chị không gọi điện chốt hàng, chốt trong tin nhắn địa chỉ số điện thoại. Đợi mà chị ghi xong hết lên số điện thoại là chị chốt, không có lại những con đẹp đâu. Tại vì quần này 200 mà sale còn 100. Tại vì ngày hôm một bán tuần này nữa là nghỉ rồi, cho nên là sẽ xả tổng kho hết. Cho nên Trúc Phương đừng chốt vậy nha. Chốt là chốt giùm em cái mẻ thôi nha chị. Chốt giống như Tăng Lệ Châu với lại chị Nhung Lâm đó. Chốt giống hai chị đó nghe chị Trúc Phương. Chứ chị chốt lên cùng số điện thoại chị chốt, không có lợi thằng sale đâu. Eo 106 nè. Eo 106. Eo 106 nè mấy chị. Chân váy, chân váy 70 ngàn. Chân váy Eo 106 nè mấy chị ơi. Chân váy Eo 106. Chân váy này hồi nãy Yên bán 30 ngàn, không co giãn. Chị nào chốt chân váy Eo 115 không co giãn chốt giùm em. Nó có hai con nè, sale 30 ngàn. Có ba con nè. Lên tiếp con này nè. Rồi con này bảy tóc nha. À con này chân váy mấy chị. Con này cũng chân váy, con này size nhỏ nè. Con chân váy này size nhỏ nè. Mấy chị đừng có cãi trước hay sau. Mấy chị khỏi con cãi trước hay sau nha. Không cãi chị sau á chị ơi. Mấy chị đừng cãi trước hay sau. Tại vì qua mấy em ai trước là em chốt trước à. Chứ em không có thiên vị ai hết trơn á mấy chết. Em là bán công tâm lắm, không có thiên vị ai hết trơn á. Cho nên mấy chị khỏi còn cãi trước cãi sau. Thay vì cãi trước cãi sau để hơi thở đó em like tiếp đồ ha. Rồi hai cái con chân váy xe 70 ngàn này em để riêng nha. Em để riêng tí em chụp hình cho mấy chị nè. Tại vì có hai con để đó. Hai ba con size nhỏ nè. Đó. À, không còn cãi trước cãi sau đâu chị. Yên có một cái con chân váy quần Eo 114. 114-115. Yên xe cho mấy chị 60 ngàn. Nó là chân váy quần đen nha. Sale 60 ngàn chân váy quần đen. Chị nào chốt chân váy quần đen chốt lên giúp giùm em chân váy quần đen nha. Chân váy quần đen sale cho mấy chị là
Bây giờ coi cái size bên này. Rồi cái này là của chị Dung Kim. Được rồi, được rồi. Dạ để chút nữa lên từng cái. Cái giờ Yên không biết nữa chị Thùy Dung. Rồi cái này của Dung Kim Ngô Thị. Rồi lên cho mấy chị mã này. Mã này em mã 115E102. Con này phơm đẹp lắm nha. Con này phơm đẹp lắm. Chốt giùm em mã 115E102. Cái chị chốt thêm cho em. Người nào chốt con thì chốt thêm cho em con nữa ha. Chị ơi em cũng tìm quần không rách, eo quần rin đen hay siêu. Hôm em thấy chín tắc lật lai mà không xem được. Đây này có chín tắc lật lai này chị Thanh Hương Nguyễn. À, cái mẫu chín tắc đó hàng chính quy để em đưa lên cho chị Hương coi nha. Mã 115 của chị Trần Hạnh. Trần Hạnh Bình Định nè. Trần Hạnh Bình Định mã 115 nè. Chị ơi chị Hương ngồi chờ em 5 phút nha. Ý Yên đưa mã quần lên cho chị coi nha. Rồi em 5 phút. Bi bi. Bi lại bi lấy nước cho chị hấp miếng rồi đây. Dạ mã 115 của chị Trần Hạnh. Dạ nêm nha. Bao nhiêu ke lấy ke này. Còn dúng cái khùng nữa. Có cái khăn nào đó đưa chị bỏ đây nè. À, em có 27 không có. Chị là em lấy cái con quần bên này là có nha chị có 27. Rồi lên cho mấy chị mã này. Mã 51E104. Mà chị Thanh Hương Nguyễn coi chính tóc đó không. Rồi đợi tìm một phút rồi nó xong cái này nữa quay nó lấy chị. Mã 51E104 nè 100 ngàn. Mã 51E104 100 ngàn. Mã 16E112. Mã 16E112. Trời con này đẹp quá trời luôn. Con này đẹp ơi là đẹp luôn. Mã 56. Em lên cho mấy chị mã 02E105. Mấy chị coi quần lưng thun nè. Đẹp không? Rồi mã 02E105. Mã 02E105. Mã 02E105. Mã 29E102. Mã 29E102 mấy chị. Xong chưa Ti? Nói nghĩa là cái bao chín tóc lấy mỗi mẫu mỗi con ra. Bao chín tóc 270. Lên cho mấy chị một con xanh bạc. Đâu rồi? Đâu rồi bà bé xíu lúp du đâu rồi? Ừ con này eo có 101 à. Trời ơi quần đẹp quá à. Quần đẹp quá mấy chị ơi. Quần đẹp quá trời. Mã 03E101 nè mấy chế. Trời ơi coi quần đẹp nè. Mã 03E101. Mã 03E101 nha. Chín tắc đúng không chị? Đúng rồi cái bao chín tắc lấy mỗi con một màu ra. Đen lai lập. Búp bô ri. Với burger mấy cái kia nó bay xuống bàn kìa. Với màu lông chuột rồi đó. Lấy chị điện máy Thủy Ngân con 36 chưa? Lông chuột lai lạc 36 207 của điện máy Thủy Ngân. Chưa lấy phải không? Rồi Yên lên cho mấy chị mã 74E101. Nó tương đương E100 á. Ghi 101 cho nó màu mè dễ sò. Trời ơi coi quần đẹp nè mấy chị. Mấy nàng ơi coi quần nè mấy nàng. Trời ơi mấy nàng ơi chết ngắt luôn. Chết ngắt chết ngư luôn á trời ơi. Ừ đúng rồi cái lai lật nó này 36 hả. Đây nè mấy chị quần này là 207 nè. Quần này của WF quần này 207 nè. Lông chuột viền vàng với lại lai lật. Lấy hai con ra lai kia. Con này 207 nè. Điện máy Thủy Ngân 207. Điện máy Thủy Ngân 207. E101 của Trần Hạnh Bình Định. 100 ngàn của Trần Hạnh Bình Định. Trời quần này đã lắm luôn. Trần Hạnh Bình Định nè. Trần Hạnh Bình Định. Rồi lên cho mấy chị một cái con này. Mã 02E108. Con này E108 là nó bộ hơi sai sai. Ở trong đó nó có màu đen nữa. Con này E100 trời má ơi nè. Mấy chị coi mã quần một E100 nè. Mấy chị coi mã quần E100 nè. Em hiểu sao tụi nó hư vậy nữa. Nghĩ sao đó quần này kêu E108 không biết nữa. Đây. Rồi mã 02E100 nhanh tay. Con này là hàng hơi bị hiếm nè. Đó, nhanh tay. Đâu đi. Cái này đâu phải. Cái này ai gọi? Ờ, cái này của WF luôn nè. Quần 9 tấc nè, mấy chị coi cái mã quần, 3 mã quần à. Mấy chị coi giùm em 3 mã quần 207 ngàn nè. Mã đầu tiên là mã Gucci. Mã đầu tiên là mã Gucci 9 tấc nha. Mã Gucci 9 tấc. Lên ít quần 9 tấc đây chị, quần 9 tấc chính hãng không chứ không có sale chị Thu An.
Rồi tiếp tục là quần đen lai Burberry lọt nè. Đó chị Thanh Hương muốn chốt gì chốt. Cái này là chín tóc đen nè. Ha. Cái này chín tóc đen nè. Đó. Rồi mã này. À, mã nút này còn size lớn không à? Mã nút còn size 35 36 hay sao? Mã nút này chín tóc còn size 35 36 nè. Đó, mã này còn 35 36 nè. Mã nút. Mấy mã này 270 nha. Rồi còn một mã nữa, mã lông chuột lai lọt. Chị Hương còn ở đây không? Mã này là mã lông chuột lai lọt nè. Đó, mã này là mã lông chuột lai lọt nè. Đấy, mấy cái mã này là 270 nha. Còn một ít quần bên kia thì 220. Nhưng mà không bỏ bên này. Rồi cất vô tôi. Lên cho mấy chị một bé xíu lớp du còn ở đây không? Sao không lấy con quần trăm mã 116 á. Quần eo 116. Có này eo 112 nè. Con này eo 112. Ha. À, chị nào chốt con eo 112 chốt lên giúp giùm em eo 112. Rồi lên. Cái mã này ghi lại cho em hả? Mã này mã 02 eo 100. Một cái tích đây nè. Mã 02 eo 100 nè. Xé cái miếng này ra ghi lại cho em. Ê, em có một cái con len dệt mông ca ghi nè, dưới 72 kg. Sale cho mấy chị 100 ngàn, mấy chị coi vải áo đẹp lắm nha. Vải áo rất là đẹp ha. Rồi sale cho 100 ngàn chốt giùm em là chốt giùm em là đỏ đô, sọc đỏ đô nha. Đen, đen 207 eo 92 lấy size 33 đi ti. Đen 207 eo size 33. 33. Em lấy một con đen lai lọt. Chị tìm dài không rách cho em với nha. Dạ ok chị Hương. Chị Thanh Hương lấy con đen lai lọt eo nhiêu chị? 1m57 78 kg, ngực 100. Lấy size 35 cho Thanh Hương Nguyễn. Đen 33 nè. Đen 33 của chị Thu An 207. Đầu tiên lai lọt 35 nè. Đen lai lọt 207 của chị Thu An. Thu An. 207 của chị Thu An. Rồi. 76 kg lấy 35 mà Ti à? 35 á. Em đưa con BB trong bì rồi, còn đây con đây 35. Lấy 34 thôi. 34 rồi. Đây 34. Rồi 34. 4 quài. Của chị Thanh Hương Nguyễn. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha, để em kiếm nha chị. Để em kiếm không rách cho chị đợi em nha. À, ngồi chơi với em chút chị Hương. Ê, con này em như mà quần đẹp vậy. Ê, đẹp không mấy chị? Quân thun nè. Đẹp nè. Đẹp nha mấy chị nha. Con này eo 120 bé xíu lúp du đâu. Bé xíu lúp du đâu. Eo 118, 120 đây. Hỏi riêng nha. À, 74 kg lấy đen lai lọc. Lấy size 33 hoặc 34 cũng được đi. Đen lai lọc đúng không? Đúng rồi, đen lai lọc 270 á. Đó, con này không chốt nữa. Bé xíu lớp du 100 ngàn. Bé xíu lớp du 100 ngàn. Từ từ em mở lên em kiếm cho mấy chị quần nha. Mấy chị cứ hết sức bình tĩnh nha. Em dồn đơn tìm dài không rách. Em chuyển khoản từ từ gửi em nha. Dài không rách 70 mấy kg. Dài không rách 70 mấy kg. Bên kia em có một con dài không rách đẹp lắm. Mà giá 270. Nhưng mà đẹp chị. Chị Hương cần tí xíu em gửi hình cho. Đầu xa bê bê của chị Cúc Lê nè. Còn nếu mà bên này em kiếm có hàng sale em để cho chị liền. 76 kg còn gọi eo còn gọi 96. Đen sao ba đen của chị Cúc Lê 207. Thank you.
76 kg. Chị muốn lấy thêm mấy con quần hả chị Hương? Chị Hương ơi, muốn chị Thanh Hương muốn lấy thêm mấy con quần dài vậy? Để tôi em gửi này lên nè. Ủa em mới chụp lại Thanh Hương đâu ta? Đây Thanh Hương nè. Thanh Hương kiếm quần dài để em chụp lên trong cái group. Để biết sao không? Để một là kiếm quần này, hai là nhưng mà em kiếm được quần này thì em sẽ để chị quần này chứ không có tính tham nha. Cho nên chị muốn mấy con thì chị dặn em. Mã này mã 08L104, quần này lưng thun nè. Mã 08L104, quần này quần lưng thun. Chị nào chốt quần lưng thun chốt giùm em. Con này là mã mã 72L102 nè. Trời, hôm nay chị Hạnh hơi bị trúng luôn á. Chị Hạnh ơi, con này quần ống suông đẹp không mấy chị? Con này quần ống suông đẹp quá trời luôn. Đây nè, để em lấy con này. Con này xe thêm cho em 20 nha. Cái con quần ống suông em 102 thêm cho em 20. Đây nè, lấy quần này đi chị. 72. 72 gì vậy? Không biết. Mã này mã 74 nha. Mã 72 là mã nào ta? Mã này là mã 74L102 nè Ngân Lê. Mã này thêm cho em 20 nha. Mã này là mã 07L90 nè. Mã 07L90, cái này của Trần Hạnh 120 nè. Này cái này của chị Ngân Lê được nè, mã 07L90 nè, con này 120 nè. Rồi con này eo nhiêu? Nè con này eo 96 yên tính cho chị Thanh Hương Nguyễn 120 nha. Nè ok chưa? Ok chưa? Quá trời đẹp luôn. Tới đâu rồi? Vâng đây, vâng đây, em đi Trần Hạnh không rồi. Rồi Trần Hạnh nè, cái này của chị Thanh Hương Nguyễn nè. Thanh Hương Nguyễn. Thanh Hương Nguyễn Đà Lạt nè. Trời ơi hơi bị đẹp luôn. Trăm mấy chị? L102 mua cho hả? Vậy bây ơi, đây cái Trần Hạnh sửa lên thành cái Ngân Lê 120. Ngân Lê 120. Sửa lên Ngân Lê cái của chị Trần Hạnh á. Ngân Lê 120. Ừ. 402 Hồ Chí Minh. Đi 402 con lại thôi. Rồi. Ôi lộn mẹ ơi, sao tao thấy tầm lum hết vậy? Lộn quăng cái bì của chị Trần Hạnh đi. Thì quăng rồi. Rồi cái này của ai? Cái này của chị Thanh Hương Nguyễn. Quá trời thiệt, anh ở xong mà lên phụ với anh. Ủa cá xeo đâu mà gì vậy yên, đèn của em cũng hấu hết rồi. Lộn của khách một cái mắt lòng chết mẹ luôn á. Thì để nó Ngân Lê thì em đổi rồi. Còn cái đây chị quăng đây sau đây của Thanh Hương Nguyễn xeo lộn. Yêu bao nhiêu? Yêu 96 không phải. Rồi Thanh Hương Nguyễn. Rồi cái này nè. 76 kg Ngân Lê 102. Mã 07 của Trần Hạnh nè. Cái này cũng 120 luôn đúng không? 120 luôn. Mã 07 của Trần Hạnh nè. Rồi quăng Trần Hạnh đây đây. Trần Hạnh á. Của chị Đặng Hạnh á. Đặng Hạnh anh Khoan nguy hiểm á. Đặng Hạnh cũng 120 luôn. Đúng rồi. Cái này là mã 08L100 nè. Này mã 08L100 là chị nào đúng 80 kg lấy quần này. Mã 08L100 chị nào đúng 80 kg lấy quần này cho em nha. Chị nào đúng 80 kg lấy quần này. Chị Thanh Hương ơi còn ở đây không? Chị Thanh Hương còn ở đây không? Báo giùm em ơi. Chị muốn lấy mấy con dài để biết em. Nè ấy Yên bị sót lại một con quần này, Yên sale chỉ có 140 thôi. Xe 140 size 32 dưới 68 kg. Chị Ngân Lê lấy quần này nè, quần Gucci nè. Quần chính tóc Gucci nè, xe 140 nè. Có một con thôi, cái này bị sót lại nè. Có quần Rin 94 lưng thun nhưng mà chị phải ngồi coi like chị sung sung. Chứ giờ không có lựa được nha. Tại giờ hàng sale nó tứ bề rồi. Không lựa được, nói thiệt lòng nha. Yên có một con áo ngôi sao nè, 60-80 kg. Áo ngôi sao. Đây mấy chị. Áo ngôi sao 60-80 kg. Yên xe cho mấy chị 150 nè, con này đẹp lắm. Con này đẹp cực kỳ. Mã 32 của chị Thanh Thanh nè. Thanh Thanh là Thanh Thảo Quảng Ngãi. Rồi 140. Mã 32 140 của chị Thanh Thanh. 140 chị Thanh Thanh có muốn mua quần 7 tấc không? Nè 140 luôn nè. 9 tấc vu xì eo nhiêu hả? Khách lấy rồi. Nè cái này là 7 tấc là cũng sale 140 luôn. Nó còn mấy cái. 7 tấc 140 này Yên còn mấy cái mấy chị. À eo chị 90 trở lại thôi. Dạ đúng rồi. Dạ 9 tấc nhiêu ký, cái đó size 32 còn cỡ dưới 68 kg à. Dưới 68 kg. Áo ngôi sao. Áo ngôi sao của chị Phương Vũ 150. Áo này đẹp lắm nha. Áo này rất là đẹp. 150 của chị. Áo này đẹp lắm. Mỗi mã nó có 1 con rồi chị Hoàng Thùy. Chị Hoàng Thùy tí chốt mã khác nha. Ý Yên xe cho mấy chị một cái con áo này nè. Cái con áo này mà hàng ăn đông mà Ý Yên lấy vô nó phải là 250.
Em nói thiệt luôn mấy chị đây nè, đã lắm nha. Cái vải mấy chị coi cái vải nó nè, cái vải nó rất là đã. Con này xe cho mấy chị 150, con này là khoảng cỡ 65 đến 80kg áo đen. Con này hàng ăn đông mà lấy sỉ vô không đã 250 rồi. À mấy chị coi vải áo nè, 60 đến 82kg chốt giùm em áo đen 150 luôn. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã xanh bạc, mã 98L102. Mã 98L102 nè mấy chị. Chị nào chốt mã 98L102 chốt lên giùm em mã 98L102. Lên cho mấy chị mã, mã này quần nãy yên có một con, mã 63L100. Quần nãy yên có một con nha. Mấy chị không thích rách tua này thì mấy chị về săn lai lên. Mấy chị không thích rách tua thì mấy chị săn lai thành quần chính tóc lên cho em nha. Con này eo 100, con này hàng đỉnh nè. Con này rinh đẹp lắm. Chốt mà có sale có 100 nè, chốt giùm em mã 63L100. Mã 63L100 mấy chị ha. À, có lên bộ đùi không? Phun vu, hôm qua em có mấy bộ 300 ngàn á, chị Phun vu thấy chưa? Chị Phun vu thấy mẫu chụp chưa? Hôm qua em có mấy bộ 300 ngàn á. Mã 63, mã này đẹp lắm nha, Trúc Phương Nguyên. Mã này vải đẹp lắm. Trúc Phương Nguyên 100 ngàn nè. Về đây chút nữa con ăn cơm lên, về chút lan sữa. Đây có bầu sao bụng bự bự ta. Mã không. Mã 03L100. Mã 03L100 nè mấy chị. Mã này bụi lắm nha. Mã này mấy chị mang cái gì thể thao là bao bụi. Mấy chị đọc cái mã giùm em nha. Nè mấy chị coi lai lọt mà đẹp không. Rồi lai lọt nha. Nè chị nào chốt mã này chốt giùm em mã 03L100. Chị nào chốt mã này chốt giùm em mã 03L100 nè. 03L100. Mã 03L100 nha mấy chị. Mã 03L100. Em thấy chị đăng hình á. À mấy cái bộ 300 á không. Mấy bộ 300 đẹp lắm chị Phương Vũ. Nó là hàng xuất đi Nhật đó chị, nó là nỉ da cá. Cho nên cái bộ đó mặc rất là đã ha. Rồi của Trúc Phương Nguyên mã 03 luôn nè. Con này đẹp lắm nha Trúc Phương Nguyên. Nãy giờ Trúc Phương Nguyên chọn ba cái quần đều đẹp. Con tâm mì với hai con này đúng không? Đúng không? Con tâm mì với hai con này đúng không? Đó. Size 36 là đa số eo 100 với 102, 103 đó Mỹ Huyền. Mỹ Huyền nghe con nào mà eo 100 tới 103, 104 là size 36 đó. À là size 36 lắm cưng. 100 vẫn gì? 100. Ý Yên lên cho mấy chị một cái quần rút dây nè, quần lưng thun rút dây nè, đã không mấy chị? Rồi con này mã 80L105 nè. Con này là của chị Ly Nguyễn nè, chị Ly ơi. Chị Ly coi quần nè chị Ly. 100 ngàn sale. Mã 08L105. Chị Ly Nguyễn đâu rồi? Rồi má ơi, để vậy con này túi xéo nữa cho ống suông nữa chứ. Lấy em hai bộ đó một tí. Yên lựa cho chị nha. Em lựa cho chị nha. Em lựa cho chị Phung Du nha. Để em lựa mã đẹp cho. Để em lựa mã loan đẹp cho. Mã 03 khách lấy rồi. Mã 08 của chị Anh Nguyễn nè. 100 ngàn của chị Anh Nguyễn. Lấy gì xem. Mã 08 của chị Anh Nguyễn. Chốt nhanh nha mấy chị. Chốt nhanh nha. Rồi mã 06L102, cái mã đó mà gửi ra cho mấy chị mang cái gì, tại sao mấy chị mừng, mấy chị mê lắm. Mê lắm luôn. Gửi Yên lên cho mấy chị mã 06L102 mấy chị coi form. Mấy chị coi form nè. Bé gì mới nói. Bé gì Trúc Phương Nguyễn lấy quần này nè. Quần này chị Yên mặc đẹp lắm, có một cái. 100 ngàn. Chốt giùm em là mã 06L102. Mã 06L102. Mã 06L102. Lên cho mấy chị nào có bill ở đây, chị nào ở đây. Chị này là L105 đâu rồi. Nè tặng con quần L105 này cho chị Trần Hạnh Bình Định về cắt quần sọt mặt nè. Rồi cái này mã tặng cho Trần Hạnh Bình Định nè. Mã tặng cho Trần Hạnh Bình Định nè. Em lên cho mấy chị một con khót. Mấy chị coi khót nè. Chị em là mua mất gần mua chị em ơi. Dạ con này là size 70 đến 80 85kg nè. Dạ áo khoác lên dệt nè mấy chị. Con này Yên sale 100 sale 100 nha mấy chị. Còn một con thôi. Chị nào chốt cái khót mã hồng này chốt giùm em khót mã hồng nha. Con này đẹp lắm mấy chị. Con này khót ấm ấm được nha. Con này khoác nhưng mà khót nhẹ nhưng mà ấm ấm trời. Hơi xe xe lạnh á. Trời hơi xe xe lạnh á mấy chị. Là mấy chị có mặc con này được ha. Mấy chị mặc con này được nha. Con này tới 85kg cũng được mấy chị. Chị nào mua mất gần nói em chốt nha. Nó ế quá trời, bán cho chùa mà ế quá.
Dạ mấy chị chốt giùm em bịch mứt gừng đi mấy chị. Bán giùm cho cái chùa nghèo dưới Vũng Tàu mà nuôi 16 em tiểu. Mà cô nhờ bán giùm mà mới bán được có mười mấy hai chục gói à. Dạ khóa hồng của chị của chị Phun Vũ nè, 100 ngàn của chị Phun Vũ. Rồi yên lên nha mấy chị, một con lưng thun luôn. Dạ con này là hồi nãy em có xin thêm mấy chị là 20 là 120 là con này nè mấy chị. Con này nãy yên có xin thêm mấy chị 20 là 120. Nãy em còn một con khót nữa. Để em đưa lên cho chị Phun Vũ con. Dạ con này là eo 94 nha mấy. Con này eo 94 95 nè. Chị nào hỏi con eo 95 không rách con này. Eo 95 con này 120 em để riêng nha. Con này 120 không rách. Dạ con này mã 08 nè. Mã 08 eo 100 nè. Đó hai con. Một con eo 95, một con eo 100. Hai con này không rách nha mấy chị. Hai con này không rách. Lên cho mấy chị một con áo một con áo mông kaki nè. Con này mấy chị mặc với sọt với rin rất là đẹp. Em rồi yêu sale cho mấy chị 100 ngàn luôn. Chốt giùm em sọt trắng đen. Em để con nói cho chị Thanh Hương rồi. Hồi nãy giờ em kêu chị Thanh Hương không nghe hả? Em để con nói cho chị Thanh Hương rồi. Để chị con eo 95 để nói cho nghe. Chị có muốn lấy thêm con hàng chính quy 207 nữa không? Con đó đẹp lắm. Chị muốn lấy thêm con 207 bên kia đẹp lắm. Eo 95 nè. Eo 100 em 75kg vừa không, nó nằm khoảng cỡ đó đó anh. 75 đến 80kg. Eo 95 của Đỗ Kim Anh nè. Đỗ Kim Anh eo 95 anh ơi xin địa chỉ số điện thoại. Áo 107 đẹp lắm nha chị Thu An. Đỗ Kim Anh nhiêu tiền vậy? Áo 100 của chị Thu An nè anh ơi. Đỗ Kim Anh 120 ngàn. 120. 120. Còn không là chị muốn đồ này thì phải đợi. Còn nếu không có thì em sẽ báo chị nha. Quán ra đây. Rồi cái này của chị Thu An nè. Ý yên lên cho mấy chị một cái con mã 126 eo 98. Eo 98 này tương đương là 75 đến 80kg. Con này lông chuột đẹp lắm mấy chị. Mấy chị chốt con này về không hối hận đâu. Chị Hương, chị Thanh Hương chốt con này được nè Thanh Hương ơi. Thanh Hương chốt con này đi Thanh Hương, vải đẹp lắm. Sale 100 ngàn cho Thanh Hương nha. Thanh Hương Nguyễn nè. Con nói 100 ngàn mà đẹp lắm. 100 ngàn mà đẹp lắm. Ý yên lên cho mấy chị mã 14 eo 102. Cái đây của Thanh Hương Nguyễn hả? Đúng rồi. Mã 14 eo 102 quần đẹp không mấy chị? Trời má ơi quần này kết hợp với cái gì cũng đẹp. Mã 14 bên này có rách chút nè. Mã 14 eo 102 con này tương đương khoảng cỡ dưới 85kg. Dưới 85kg nha. Tùy vào cái chiều cao của mấy chị ha. Con này vải đẹp mà phơm đẹp dễ sợ. Dễ sợ. Đợi tí xíu kiếm cho con nữa nè. Mã 14 eo 102 Trần Hạnh Bình Định nè. Mã 14 eo 102 của Trần Hạnh Bình Định 100 ngàn. Yên lên cho mấy chị một con quần can can. Yên lên cho mấy chị một con quần can can mã 01 eo 108. Rồi mấy con quần này đúng đỉnh luôn á chị. Mấy quần này mà chị nào mà 95kg hốt vô một cái bạc. Thú vị đúng không? Chết. Chết ngắt luôn. Hốt bớt đồ ở bển anh ơi, nó không có chỗ để anh. Có bịch đâu, có bịch đen không? Khi quay bển anh lấy thêm bịch nữa, tao quay cầm nhiều căng cái à. Bịch đó là cái gì ạ? Đó qua. Đổ ra. Đổ ra cho hôm nay cho thanh toán hết cái kho bên này. Hôm nay bên này có nhiều thứ lạ lắm nha mấy chị. Em lên cho mấy chị một con sọc đỏ mông ca ghi mấy chị coi phơm nè. Đã không? Rồi sale 100 ngàn con này dưới 72kg. Chị nào dưới 72kg chốt con sọc đỏ mông ca ghi nha. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con xanh lá cây sale 100 luôn mấy chị coi tay nè. Ôi đẹp chưa? Con này mấy chị ra shop ít nhất phải 250. Sọc đỏ. Sọc đỏ của chị Hiệp Huỳnh. Con này ít nhất mấy chị ra tiệm cũng phải 250 nha. Nhiêu tiền chị? 100 ngàn. 100 ngàn. Dạ con này dưới 75kg sẽ đẹp nha. Đẹp không mấy chị? Sale 100 ngàn luôn. À, xanh lá của Đỗ Kim Anh con này dưới 77-78kg này đẹp không chị anh? Xinh quá trời. Thì cái hàng này là 108 hết đó mấy chị. Mà hôm nay sale 100 là mấy chị biết là em muốn tổng kho hết trước Tết rồi ha. Rồi Đỗ Kim Anh nè, Đỗ Kim Anh khách cũ hả? Nói Đỗ Kim Anh chưa? Đỗ Kim Anh 100 ngàn nè. Nói Đỗ Kim Anh đi. Rồi. Dạ sọc khách lấy rồi chị. Em lên cho mấy chị một con khóc xanh. Con này chị Phương Vũ lấy được. Con này chị Phương Vũ lấy được. Tại vì con này len nhưng mà len đã lắm nhưng mà len dày. Con này 60-80kg. Khóc nhẹ ở ngoài nha. Khóc nhẹ, con này khóc nhẹ nè. Rồi chốt giùm em xanh bơ 100 ngàn. Chốt giùm em xanh bơ 100 ngàn. Xanh bơ 100 ngàn. Ý yên lên cho mấy chị một con quần đen nè. Một con quần đen mã 08 em 108. Con này chị nào 95kg hết. Xem có 100 ngàn con này nè mấy chị ơi. À,
Mã 08 heo 108. Mã 08 heo 108 con này. Vậy nào chốt mã này chốt em tay. Lôi cái bao áo dưới đây lên kìa. Mã 08 heo 108. Cái đây là cái một mình em là coi như phải gần 30 con áo khoác này nè mấy chị. Một mình em gần 30 con áo khoác này mấy chị. Len xanh của độ kim âm, 100.000 của chế độ kim âm này. Cái con len này là len mặc hàng ngày của em thường hay mặc. Mấy chị chốt mã này là dưới 80kg. 100 của độ kim âm. Chốt giùm em mã sọc yên đang mặc. Dễ thương lắm mấy chị. Bán luôn 100 luôn. Bán luôn 100. Rồi lên cho mấy chị mã eo 112. Eo 112 nè. Eo 100.000, eo 112. Eo 112. Eo 112 mã này. À em có con lông chuột nè mấy chị. Lông chuột mã 50 eo 100. Lông chuột mã 50 eo 100 nè, đẹp chưa? Bé Trúc Phương gì lấy thì lấy đi nha. Eo sọc của Sumali 100.000 nè, len dệt mông cơ ghi. Con này là ra shop không có giá dưới 250 nha. 100.000. Chốt giùm em mã lông chuột. Mã lông chuột mã 50 eo 100. Mã 50 eo 100 mấy chị. Mã 50 eo 100. Bây giờ mà chị Hạnh xả không có xả được. Bây giờ mà xả là xả hết bill quá. Em nói thẳng nha. Bây giờ là xả hết bill quá. Chứ bây giờ là không có xả một cái đâu. Nói thiệt, ai giận ai buồn mà chịu à. Bây giờ mà yêu xả là xả hết bill. Chứ giờ mà bây giờ một đùi đồ về mấy chị kêu xả sao xả được. Bây giờ là xả hết bill quá. Chứ không có ngồi mà mở ra từng cái kiểm tra từng mã mà để xả đâu, không có đâu chị nha. Xả là xả hết bill. Đây là con này eo 95 nè, quần lính eo 95 100.000 nè. Đó, chị tùy chị quyết định thôi nha. Chứ bây giờ là ý yên không có ngồi mà từng đứa là mở từng cái bì bóng ra rồi thay bì bóng khác rồi cái nào xả cái nào không, không có đâu. Quần mà 200, 220 mà sale 100 là mấy chị biết yên lỗi nhiều rồi. Mấy chị đi hết cái thị trường hàng Việt Nam xuất khẩu không có ai bán giá này đâu. Mã 66 eo 100 quần lính nè. Giờ này không có xả được đâu mấy chị. Mua hàng xeo thông cảm đừng xả giùm tụi em mấy chị ơi. Nè con tôm mì em còn con tôm mì nè. Em còn con tôm mì nè chị Phung Vũ, Phung Du ơi. Em mã 95 eo 102 quần tôm mì. Quần tôm mì thì thêm cho em 20 nha. Đây. Đã không? Mã 66. Mã 66 của chị Ngô Thủy. Ngô Thủy. Mã 66 100.000 của chế Ngô Thủy. Dạ lính em có đọc eo á. Mã 95 của chị Anh Nguyễn nè. Mã 95 của chị Anh Nguyễn 120.000 nè. À Anh Nguyễn 120.000. Dạ tôm mì eo 102 nè. Ai chốt nữa? Mã tôm mì của Trần Hạnh nè. Trời ơi quần hơi bị đẹp nha mấy chị. Quần này đẹp sướng luôn á. Rồi Trần Hạnh Bình Định 120 nè. Mua một cái kia bằng 2-3 cái này luôn. Con này mã 19 eo 96 nè. Quần lính bao nhiêu? Dạ sale 100.000 hết đó chị. Bao nhiêu ký là tùy cái eo á chị. Ví dụ eo 95 là khoảng cỡ 75 ký. Em có nói chữ khoảng cỡ nha. Mấy chị lưu ý nha. Ví dụ eo 100 là khoảng cỡ 80 ký. Mã 19 của Đỗ Kim Anh. Chị Anh mặc cái con mã 19 này chị Anh ghiền. Ghiền. Kiểm tra mỹ dung gì kìa. Đỗ Kim Anh 100. Mã 45 eo 94. Đẹp không mấy chị? Mã 45 eo 94 100.000. Mã 96 eo. Mã 106 eo 96. Con này quần ống suông nè. Con này chị Kim Anh có thích thì lấy nha. Tại vì con này cái vải nó đỉnh lắm. Mà nó là phong suông. Mà phong suông thì mà như vậy thể thao nó đẹp lắm mấy chị. Phong suông thì mang như vậy thể thao nó đẹp lắm luôn.
Mã 109 L106 chị. Đâu Mỹ Dung đâu không thấy. Lên cho mấy chị. Mã số 10 L112. Mới chọn. Con này lưng thun nè. Con này đúng hàng đỉnh nè. Con này chị là nào 95 đến 100kg hốt quần này nè. À, con này chị nào 95 đến 100kg hốt quần này. Em nói thiệt, hôm nay Mỹ Yên sale cái mã này cho mấy chị 100.000 là nó quá hời luôn. Không có co giãn nhiều, chị co giãn không cỡ 30% mà chị ngu tụi. Ừ. Đâu có giải quyết gì đâu. Người ta hỏi hàng gửi đi chưa em. Đi rồi, đi rồi. Có chụp hình lè để gửi luôn nha chị. Mã 08 L84 quần tôm mì nè. Thôi nhanh sai tụi em mệt dữ vậy ta. Mã 08 L84 quần túi hộp nè mấy chị. Mã 08 L84 quần túi hộp 100.000 quần này không có giãn nha. 100.000 mã 08 L84. Quần này mấy đứa tuổi tin nó thích lắm. Quần này mấy đứa tuổi tin nó thích cực kỳ. Mã 03 L90. Mã 08. Mã 08 mua cho ai hả Kim Anh ơi? Nãy giờ nốt Kim Anh chưa? Nốt rồi. Mã này mua cho ai hả chị Kim Anh? 100.000. Cái quần này nó mắc lắm chị. Chính vì những con quần mà bạc mà kiểu như làm hàng độc lại nè, nó lại càng mắc. Nhưng mà chị em mình ở tuổi mình thì lại không chọn những mã đó. Ha. À, không chọn những mã đó. Em lên cho mấy chị mã 03L90 nè. Hàng sale là mấy chị không có đổi trả giùm em nha, đây đẹp không? Mã 03L90 dưới 70kg. Chị nào 60 đến 69kg hốt con này mã 03L90. Mã 03L90. Yên lên cho mấy chị mã nút gài mã 76L94. Mã 76L94. Trời, quần này hơi bị bụi luôn. 5 nút. Quần 5 nút và xanh bạc nữa nha. Xanh này mấy chị phối gì cũng đẹp. 76L94 nha mấy chị. Lên cho mấy chị một con quần không gấp eo lưng không. Quần này 120 nha mấy chị à. Quần này 120 nha. Quần này 120.000 nè mấy chị. 120.000 quần này mã 06 của Đỗ Kim Anh. Mã 06. 06 của Đỗ Kim Anh. 06 là quần này. Mã 76. Mã 30. Ủa mã 06 là mã nào chị Anh? Chị Anh nhắc em ơi. Mã 06 là mã nào ạ? À mẹ mới nói hả quần à, 60 đến à. Mã 03L90 hả chị? Mã 03L90 hả? Mã 03L90. Mã 5 nút. Mã 5 nút là mẹ 76L94. Mã 5 nút là mẹ 76L94. Mã 76L94 nha chị. Đó. Rồi lên cho con quần sale 120 nè. Quần này là L95, mã 5 nút của chị Đỗ Kim Anh, 100.000. Rồi mã 5 nút. Mã này L95 nè, mã này 120 yên để riêng nha. Mã này 120 yên để riêng. Em lên cho mấy chị mã 03L90 nè. 03L90. Mã 03L90, chị lừa em 75-80kg. Về ở có like giùm em cái chị Thanh Hương Nguyễn ơi. Mã này là mã 03L90. 06L95. Ủa có 06 không? Có 06 đâu. Đâu có 06 đâu chị nghĩ. Đâu có mẹ 06 đâu. Đâu có 06 đâu chị. Rồi để coi này nữa. Cái này L95 đâu có đọc mã đâu. Cho luôn hả? Lấy luôn hả chưa? Lấy luôn là đúng rồi đó chị. Vải đẹp quá trời. Lấy luôn là 10 điểm rồi đó chị. Vải đẹp quá không trời. Không, cái đây là của Thanh Hương đúng không? Thanh Hương người 120. Rồi mã 03L90. Mã 03L90 của chị Hồng Khuyên. Mã 03L90 của chị Hồng Thanh Hương Nguyễn mới đọc 120 xong mới qua tới nó cái 100.000. Rồi cái này là mã của chị Hồng Khuyên nè. 100.000 của Hồng Khuyên đó. Gửi yên lên cho mấy chị một con len dệt mông kaki nha. Con này là sọc caro đỏ, mấy chị coi vải nè. Mấy chị coi cái len nó làm đẹp không? À rồi. Xe cho mấy chị con này 60-82kg. Bán cho mấy chị với giá 100.000. Chốt giùm em caro đỏ. Caro đỏ 100.000 nha. 100.000 caro đỏ. Em lên cho mấy chị một con sọc xanh lá có củ đi. 100.000 luôn. Hồng Nguyên khắc củ. Con này cũng dưới 82kg. Con này len đẹp lắm.
Con này màu chốt giùm em xanh lá cây dưới 82 kg. Dưới 82 kg xanh lá cây. Em nhắn tin cho chị vô cho em địa chỉ số điện thoại chị Hồng Quyên ơi. Chị Hồng Quyên ơi, bên em mới treo chị trong tin nhắn á, chị về cho em xin địa chỉ số điện thoại rồi chốt tiếp nha chị. Ê, con này đẹp quá mấy chế ơi. Con này đẹp quá mấy chế ơi. Con xanh lá cây. Con này eo 102 nè, xanh lá cây của chị Ngô Thủy 100 ngàn. 100 mấy chị ơi, eo 102 mà đẹp ghê không mấy chị nè. Trời má ơi, eo 102 mà đẹp chấm má nó đẹp luôn nè mấy chị. Trời má ơi, mã 106 eo 102. Con này mà không lấy là hối hận kẻ cuộc đời luôn chị Anh Nguyễn ơi. Con này không lấy là hối hận kẻ cuộc đời luôn. Em nói thiệt, cái con vải này với con phơm này mà không lấy hối hận luôn. 106. Mã 106 của chị Trúc Phương Nguyên nè, 100 ngàn. Con này đẹp quá Trúc Phương Nguyên ơi. Con này mà chị mà thường nào mặc 36 là chết mẹ nè. 100 ngàn của Trúc Phương Nguyên nè. Em lên cho mấy chị eo 106 nè. Con này là eo 106 nha mấy chị, con phơm đẹp không? Ôi, con này mà chị nào 85 đến 90 kg hốt con này nè. Ôi ơi, eo 106 con này nó không có làm bo. Thì về mấy chị lọc like lên cho em. Về mấy chị lọc like lên cho em nha. Dạ, khách lấy rồi chị Hoa Cần Thơ. Khách lấy rồi chị Ngân Thủy với chị Ngân Lê. Con này là chốt giùm em eo 106. Mã này eo 106 nè. Eo 106. Vậy chốt là chốt 106 khách lấy rồi nha mấy chị ơi. Cái này là mấy chị chốt giùm em chữ eo lên nha. Eo 106 chứ mã 106 khách lấy rồi. Nó chui xuống dưới đó không lấy ra được cái gì. Chốt giùm em eo 106 nha. Eo 106. Chị nào chốt eo 106 chốt giùm em con này nha. Gửi yên lên cho mấy chị con này nè. Con này cũng mã 01 eo 106 luôn. Xanh bạc đẹp ha. Mã 01 eo 106 con xanh bạc này. Trời ơi, con này em nói thiệt với mấy chị, mấy cái này mà về bé lùng nó không đưa hình lên. Nó đưa hình lên là hết liền luôn. Yên lên cho mấy chị mã 19 eo 86. Đẹp không? Mã 19 eo 86. 19 eo 86. Lên cho mấy chị một con khót cam đất. Xuất sắc không? Con này của chị Linh Phân hả ta? Tây tây sợp Linh Phân có phải hỏi áo len không? Rồi ra thử có phải hỏi hay không hỏi báo cho chị. Mã 01 của chị Hoa Cần Thơ. Dạ mã 01. Từ từ em coi nha. Mã 01 là mã xanh bạc hả chị Hoa Cần Thơ, nhiêu ký ạ? À? Đúng rồi, chị trai em hỏi khóc ấm. Để đi. Nè Hoa Cần Thơ nè. Hoa Cần Thơ. Hoa Cần Thơ 100 ngàn. 100 ngàn. Đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên like chị em. Để bên em chào chị rồi, chị về trong tin nhắn á, chị cho em xin địa chỉ số điện thoại trong đó. Bên em tin nhắn thôi. Lỡ có lộn hay lỡ có gì á Hoa. Thì chị em mình còn giải quyết với nhau. Chị Hồng Quyên ơi, em xin địa chỉ số điện thoại chị xem xong rồi chị đi đâu mất tiêu rồi chị Hồng Quyên ơi. Chị Hồng Quyên mà không chốt địa chỉ số điện thoại là em không chốt nữa đâu nha. Chị về chị cho em xin địa chỉ số điện thoại trước nha chị, rồi chị về chị mình chốt rồi. Thêm đồ nha. Bỏ cũng Hoa Cần Thơ lại. 70 kg đo eo chưa mà dám chốt eo 106 vậy. 76, 70 kg eo bà cao nhiêu. Sao dám chốt eo 106, chị biết eo 106 nhiêu ký không? Eo 106 là có eo 101 nhiều lắm. Chị biết eo 1 lệ nè, chị Hoa Ngờ lấy quần này nè. Có 100 ngàn nè. Eo 112 nè. Chị Hoa Ngờ chốt quần này đi. Trời má ơi, eo 106 là nó tới 85 90 kg lận á chị. Chị chốt con nào mà eo 92 94 trở xuống. Nói chung là eo 95 trở xuống thôi nha chị Hoa Cần Thơ. Em bán chị, em nín em bán chị cũng được nhưng mà về chị mặc không được. Rồi cái quần nó đi nách sẽ làm cái gì? Cái quần đó chị đi bóp nó cũng đâu có đẹp, tại hàng Việt Nam xuất khẩu nó may đẹp lắm. Eo 1m55 có bụng thì eo 100 thôi. Nha, nghe lời tôi đi, eo 95 là đã rộng thoải mái rồi. Chứ quần này và độ co giãn quần này mà chị chốt tùm lum á, chị chốt chỉ còn rộng 2cm là một tay cầm tô, một tay cầm cái quần. Không tin hỏi bà thể thao Thanh Y đi. Bà chụp hình tôi, bà nói là bà chụp hình cho tôi cái quần mà vừa ôm cái tô vừa cầm cái quần á. Em nói thiệt. Có quần nam mấy chị đợi một ngày đẹp trời đi. Ngày mai hoặc là tối nay hoặc ngày mai gì đó em sẽ xả cho mấy chị một lô đồ nam. Em xả banh nóc luôn. Cái áo này đáng lẽ tôi không có sale mấy chị, tại vì áo này mặc với sọt đẹp lắm. Nhưng mà thôi giờ chốt dại rồi bán mấy chị 100 ngàn luôn. 60 đến 77 kg. 60 đến 77 kg áo này nè. Va là cái gì? Va là cái gì? What the va? Eo 108 nó 101 thôi. Vậy xả của chị Hoa Ngờ đi. Cái đó em tính độ co giãn á, chị Hoa Ngờ cho nó 105 tới 112. Nè, áo
Vải nào cũng co dạng hết đó chị. Éo của chị nè. Chị nào mà khách mới không biết thì phải vô báo em nha. Éo của chị Hiệp Hơn nè. Áo của chị Hiệp Hơn. Áo 100 nha của chị Hiệp Hơn. Em bị áp xe ngay chỗ bóp vế tới giờ ngồi nó đau muốn chết luôn. Đây nè. Bán cho con hồi bữa em chụp cái con này màu đen lên khách chốt rầm rầm mà 180 nè. Dễ yên bán cho con màu kem 100.000 đẹp lắm mấy chị. Nhất là chế nào mà dưới 82kg chốt con này mặc với chân váy quần mặc với sọt đẹp lắm. Chốt giùm em áo màu kem thun gon nha. Thun gon cho nên rất là đã. Thun gon cho nên đã lắm mấy chị. Đã ơi là đã luôn. Nè chốt con này mùng 1 Tết mặc nè. Hơi bị xinh luôn nhưng mà con này yêu xe cho mấy chị 120 nha. Con này size dưới 88kg đẹp không? Áo khoác hồng nè, xe 120 dưới 88kg. Rồi lên tiếp cho mấy chị. Mẹ 22 94. Vậy chị Thanh Hương còn ở đây không vợ? Chị Thanh Hương còn ở đây không ạ? Lấy con này nghe chị Thanh Hương ơi, có 120 tôm mì nè, tôm mì nè Thanh Hương ơi. Mẹ 22 94. Thanh Hương có ở đây không? Thanh Hương ơi, mã 22 94 có ở đây không? 94 là có độ co giãn nha. Có ở đây chốt cái con tôm mì này 120 nè. Con này tôm mì nha. Đó, tôm mì nha, đừng giỡn. Con này là chị gì đó chốt cũng được nè. Con này chốt cho chị Hoa Cần Thơ cũng được nè. 22. Mã 22 của Hiệp Hình 120. Trời ơi, 220 mà sale 120. Mã này Hoa Cần Thơ chốt cũng được nè. Ha. À, đó, để kiếm cho. Để kiếm cho cái này eo 90 nè. Hồi nãy ai kiếm gì ta? Trời ơi, mã 115 eo 90 khách lấy rồi Hoa. Mã này là 70kg đẹp rồi. Hồi nãy trời ơi cái quần nó đẹp lắm chị, em nói thiệt luôn á chị Hoa ngờ. Đau trúng cái nhẫn à. Người em đụng vô cái gì cũng đau hết trơn. Trời ơi nói nghe này chị Hoa ngờ, cái quần này mà chị không chốt về chị tiếc thấy mẹ luôn á. Em nói thiệt, để từ từ em kiếm eo 101 nhiều lắm. Chị Hoa ngờ 100.000 nè. Nè mã 115 eo 90 chết mẹ nhỏ con ghê chưa. Chết mẹ nhỏ con ghê cho quần này đúng 70kg nè. Quần này đúng 70kg nè mấy chị, chết nhỏ con ghê chưa mấy chị. Má quần này không chốt, sai lầm. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời này là đánh mất em khi em tuổi 40 nha mấy chị. Liệu hồn mấy chị á. Đây nè, mã 01 eo 98. Nói chứ chị Hoa Cần Thơ chốt eo 95 là được rồi nha. Đây nè, không rách nè. Mấy con này hàng hiếm nha mấy chị. Mấy con này hàng hiếm, mã 01 eo 98 nè. Eo này là dưới 78kg nè. Mã 01 eo 98 nè. Mã 115 của Nguyễn. Có khóc lên. Nguyễn Dũng, Nguyễn Dung, Nguyễn Dung. Nguyễn Dung mã 115 eo 90 nè, 100.000. 100.000 của Nguyễn Dung. Chị Hồng Khuyên có địa chỉ số điện thoại chưa anh? Có rồi. Rồi. Mã 01 eo 98. Chị Hồng Khuyên mà chốt mấy con quần này bữa nay trúng mánh lắm luôn. Hai con kia bằng ha, một con kia bằng hai con này ha. Rồi Hồng Khuyên 100.000 nè. Hồng Khuyên 100.000. Để chị kiếm cho em coi con khó nha. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời. Chị nào sai lớn chốt con này sale cho 100.000 nè. Chị nào sai lớn chốt con này yêu sale cho 100.000 nè. Đẹp không? À con này mía gì à, Cần Thơ lấy được nè. Mía gì Ninh Kiều Cần Thơ. Mía gì Hoa Bông Súng à, Hoa Cần Thơ bà nậu che tôi. Dưới 75kg lên dệt đẹp lắm em. Nè dưới 75kg chốt giùm em áo mã sọc sale có 100 à. Áo mã sọc xeo có 100 nè, cái con này đẹp lắm luôn nha. Mở ra mặt cho coi tức. Chị à. Nguyễn Dung ơi, bên em có treo chị trong tin nhắn, chị bao giờ cho em xin địa chỉ xuống rồi nha chị. Sai lầm lớn nhất. Em thích là mã rách hay không rách vậy à, Hoa Cần Thơ. Em thích mã rách hay không rách báo nha. Sai lầm lớn nhất em mang trong cuộc đời này là đánh mất em khi em tuổi đôi mươi. Lập mâm em yêu em cả cuộc đời là bạn thân. Đẹp không? Nghĩ sao mà đồ giày không chốt, chốt cái con mẹ gì mấy chị. Thiệt luôn á, áo giày không chốt. Có 120 à, bình thường bán 180, 200. Chị nào 90kg hốt cho em. Mặc hàng ngày em nói mấy chị bao dễ thương, bao đẹp luôn. Áo giày không chốt, chốt gì nữa. Chị đó. Nguyễn Dung ơi, vào trong tin nhắn em có treo chị á, chị cho em xin địa chỉ xuống thoại rồi về. Hoa Cần Thơ ơi, chút xíu nữa là khoảng 1 giờ là chị like đầm với like xếp hàng xưởng nha chị nha. 8:30 có like nữa nha, có giày túi sách đồ gì mày bấm theo dõi tao, mày nghe cái tin cái mày nhảy vô mày mua đồ. À, bấm cái tin cái nghe cái tin cái nhảy vô mua đồ. Cái con này bữa nay bán cho mấy chị 100.000 mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.
con lưới rêu nè, đẹp không mấy chị? Lưới rêu dưới 73, 74, 75 ký. Lưới rêu bán 100 ngàn. Rồi lên quần tiếp nha. Nè, mã 29 eo 88. Mã 29 eo 88 nè mấy chị. Mã 29 eo 88. Mã 29 eo 88 nè. Mã 37 eo 98. Mã này là của chị Hồng Khuyên nè. Đó. Em đọc tên từng chị luôn. Mã này là hoa. Mã này là hoa gì đó chốt cũng được nè. Lưới rêu của chị Mata Trần. Lưới rêu 100 ngàn của chị mà Matcha Trần. Dạ mã này 100. Chốt giùm em mã 37 eo 98. Mã 53 lấy áo hồng của chị Hoa Ngờ 120. Cái này 120 nè chị. Hoa Ngờ 120. Hoa Ngờ 120. Mã 29 eo 88 của Trần Vân. Trần Vân 100 ngàn. Nè nè. Trần Vân 100 ngàn. Hoa Cần Thơ. Hoa Cần Thơ mã 37 eo 98 của Hoa Cần Thơ. Inbox xin địa chỉ số điện thoại Hoa Cần Thơ ơi. Dạ con nãy Yên không có nhu cầu bán. Dạ con nãy Yên không có nhu cầu bán cho nên vẫn bán giá cho mấy chị đúng chính quy 180. 100 nghìn của Hoa Cần Thơ. Rồi inbox xin địa chỉ số điện thoại Hoa Cần Thơ. Chốt địa chỉ số điện thoại trong tin nhắn nha Hoa Cần Thơ. Đây mấy chị. Con này Yên không có nhu cầu bán cho nên bán 180. Không có sale. Con này không có nhu cầu bán mấy chị. Nè nó lòi cùng lên không. À chút xong gửi nha. Ưu tiên bà nha. Ưu tiên bà đó chứ bình thường khách chốt cái là vô. Đây nè. Con này không có nhu cầu bán. À con này dưới 85 ký không có nhu cầu bán cho nên bán cho mấy chị 180. Con này bán 180 nha. Con này bán 180. Chút để con kia chị Linh Phân. Thiệt con nó không có nhu cầu bán thiệt nha. Con này cũng đẹp nè. Con này mấy chị coi cái lưới của nó là đẹp. Ở trên là lỗ, ở dưới là dít dắt. Dạ con này dưới 82 kg. Ý yên xe cho mấy chị chăm luôn. Chốt giùm em là lưới, à, chốt giùm em là sọc xám. Sọc xám nha. Để lựa vài con nữa nè. Chán like mệt quá. Mệt quá. Chị Nguyễn Dung, chị Nguyễn Dung ơi, chị không cho xin đi, chị không cho đi chạy xuống thôi, em sẽ biêu chị nha. Rồi chị Dung Trần nè, sọc xám 100 ngàn. Sọc xám. Ờ, cái bao bên này có còn đâu chị. Nè cái con này đúng mông ca ghi nè mấy chị. Con này chị nào chốt mặt hàng ngày nó mát đã, nó đúng mông ca ghi nè. Chốt giùm em sọc vàng 100 ngàn dưới 82 kg. Sọc vàng 100 ngàn dưới 82 kg. Cái con, hai cái con mã cuối là đều đỉnh hết đó. Cái con này dưới 75, 78 ký nè, chốt giùm em xanh bơ. Đó, vàng của chị Thanh Hoa. Chị Thanh Hoa chốt con xanh bơ này đi, nó lạ lắm chị. Nó lạ mà cái lưới nó đẹp lắm chị Hoa ơi. Cái lạ mà cái lưới nó rất là đẹp đó. Chốt giùm em con xanh bơ. Vàng 100 nha chị Thanh Hoa. Mã này hot nè. Mã này hot nè, xanh bơ của chị Dung Trần 100 ngàn luôn. Nè, chị Dung ơi, chị Dung chốt cái con caro đỏ. Chị coi cái caro nền đỏ nè chị Dung. Nó đẹp không? Dưới 82 ký. Nó làm cái form đẹp lắm chị nè. Xinh lắm, dưới 82-83 kg. Con này dưới 85 kg cũng vừa chị Dung. Con này đẹp lắm chị Dung ơi. Rồi 100 ngàn chốt giùm em sọc caro. Cái con này á em đưa like mấy chị sẽ không thấy đẹp đúng không. Nhưng mà con này tí xíu em mặc lên mấy chị mới thấy đẹp. Mà vải thun gân nữa nè. Có 100 ngàn còn hai con này dưới 82-83 kg. Mấy chị chốt giùm em đi. Còn cái con xanh thì dưới 75 kg. Sọc xanh nè. Sọc xanh này thì dưới 75 kg đẹp lắm mấy chị ơi. Mấy chị coi vải nè. Đó còn ba con. Vậy nào chốt giùm em đi. Sọc caro của chị Dung Trần. Sọc caro của chị Dung Trần 100 ngàn nè. Rồi lên tiếp quần nha mấy chị nha. Mã này là mã 56 eo 100. Mấy chị coi phơm quần nè. Mấy chị coi phơm quần nè. Mã 56 eo 100. Mã 56 eo 100 quần này. Dạ cái này của chị Thanh Hoa nè. Rồi còn đúng một cái màu kem em thích để lại. Ừ. Tại vì những cái con đó khi mình lên like nó không có đẹp. Cho nên chính như vậy mấy chị hay để lại. Rồi yên lên cho mấy chị nè. Mã 109. 56 em vừa không? 56 em. Không, 56 em. Cái đây của chị Thanh Hoa này đúng không? 100 của chị Thanh Hoa. Mã 56 em không vừa. Đợi tí xíu chừng nào con nào chị kêu em lấy. Mã 109 eo 100 nè. Chị vào đúng 80 kg hốt con này nè. Chị nào đúng 80 kg hốt con lông chuột này nè. Lông chuột này vải bao đỉnh. Mã 53 eo 104.
đẹp không mấy chị? Mãi 53 em 104 em có em không vô để ơi. Chị coi là cái chồng bên này có coi em. Mã 123 eo 82 nè, 100 ngàn. Chị nào eo 82 chốt con này. Trời ơi, chị nào eo 82 chốt con này hơi bị trúng luôn á. Bà nậu cha cái phơm với cái vải nó đẹp quá trời. Từ từ sẽ có nhiều con, từ từ. Mã 86 eo 100. Mấy chị ơi, mã 86 eo 100 nè chị. Chị Hoa Khuyên ơi, đẹp quá trời luôn. Mã 86 eo 100. Đợi kiếm quần mà eo 7 mấy nha. Đợi kiếm quần eo 7 mấy nha. Đây. Con này được nè. Con này không được, con này cũng mã 85 eo 90 để đâu con eo này. Có cái túi dây. Sao cái túi dây mất hoài vậy? Mã 85. Mã 85 eo 90 đúng luôn nè mấy chị. Bộ đẹp không? À, con quần này đẹp lắm luôn á mấy chị. Quần này đẹp không bất kỳ luôn á. Quần á nha mấy chị, đừng có mặc vô kéo lên cái vừa xích quần. Mấy chị mặc lên càng bó thì nó càng tốt. Mấy chị mặc khoảng cỡ 15-20 phút sau á, nó giãn ra là nó vừa mặc nguyên ngày, nó không có tuột. 85 à. Mã này 100 ngàn. Mã này đẹp ở Minh Đoàn ơi. 100 ngàn của chị. Dạ đây em đang lựa nè. Ti ti lấy chị cái áo đen ở sau rồi. Chị Dung Trần lấy áo đen này nè. Áo đen này 150, nhưng mà áo đen này của hàng Quảng Châu đẹp lắm. Chị Dung Trần, chị coi nè, chị coi phơm giúp em nha. Ở trước là đá ha, chị coi cái tay đó nè, chị coi cái tay với cái phơm vải nó đẹp lắm chị. Đây nè, 150 ngàn nè mấy chị. Áo đen nè, size dưới 82, 83, 84 vậy. Mẹ 85 khách lấy rồi, nhưng chị đổ kimon. Mẹ 85 khách lấy rồi. Mẹ 85 khách lấy rồi nha mấy chị. Mẹ 85 khách lấy. Rồi yên lên tiếp cho mấy chị là mã 82L90. Đẹp không mấy chị? Mã 82L90 nè. Mã 82L90 nè chị Đỗ Kim Anh. Mã 82L90. Rồi lên tiếp cho mấy chị nha. Lên tiếp cho mấy chị. Mã 00L102. Con này là rất bạ nè, ở trong nó có cái đường vải. Mã 00 nhiêu qua nè. Mã 00L102. Em lên cho mấy chị một con quần tôm mì eo 86 nè. Quần này mà sale mấy chị, quần này bán cho mấy chị 100 ngàn, mấy chị quá trúng luôn á thiệt. Quần này 220 nè, tôm mì eo 86 nè, đẹp con túi xéo nè. Rồi chốt giùm em mã gì? Mã 18 eo 86. Nè con này eo 96 nè, con này eo 94 nè. Nè con này bé anh gì đó, bé gì đó, Cần Thơ chốt đi. Cái này là nó rất bạ nha Cần Thơ. Con này mà chỉ còn eo lên 100 là chị hốt rồi, không tới em. Con này mà eo lên 100 là chị hốt, không tới em á Hoa Cần Thơ. Rồi Hoa Cần Thơ 100 ngàn. Ai nãy giờ chưa chốt được tôm mì eo 98 đâu. Ai nãy giờ chưa chốt được tôm mì eo 98 chốt lên giúp giùm em tôm mì. Con này không phải tôm mì, con này hàng thường nha, con này 100. Con này eo 98 là con này Hoa Cần Thơ chốt cũng được nè. Con này Hoa Cần Thơ chốt cũng được nè. Con này hàng không phải tôm mì, 100 ngàn. 100 ngàn. Con đó là rất bạ, con đó nếu eo 100 là không tới em, là chị lấy á. Mã 105 eo 98, dí nhảnh lắm. Yên lên nha mấy chị, một con eo 86 quần nè. Eo 86 đó. Chốt giùm em eo 86 mấy chị. Cho coi lại mã 19. Cho coi lại mã 19. Mã 19. Mã 19 là mã nào chứ ơi? Mã 19 hình như khách lấy rồi. Mã 19 hình như khách lấy rồi chị Anh ơi. Mã 19 hình như chị không ngờ lấy rồi. Mã 19 khách lấy rồi. Gì không ngờ, nãy giờ không ngờ lấy gì. Chị Hoa Cần Thơ hả? Không phải. Hoa Cần Thơ lấy rồi đó. Mã eo 86 nè. Eo 98. Mã 105 eo 98 bỏ đi con này. Không. Em lên cho mấy chị một cái mã này mấy chị. Eo 99. Eo 99. Xanh bạc đẹp ha. Giao gì vậy Phước ơi? Giao gì vậy? Anh Phước ơi. Ông thấy chó cho lo. Mình nhận luôn em. Nhiêu tiền hả? Nhiêu tiền hả em? Sữa chuối. Gì? Sữa chuối gì đó. Sữa chuối hả? À.
Rồi chuối của ông Út qua dao hả? Đúng rồi, chai sữa chuối hả? Dạ con này em để riêng luôn nha. Em lên cho mấy chị mã 22L86. Mã 22L86, 22L86. Đẹp không? Nè con này chốt cho chị con này chốt cho chị hoa lan ở gì? Ở gì? Hoa Cần Thơ. Hoa lan. Hoa lan hồ. Hoa lan hồ, chốt cho hoa lan hồ, nhắn tin nói em có một con quần L86 không rách em để chị nè. Nhiêu? 100 à? 100 mấy? 100 ngàn. Đâu có đổi được Vân. Hàng nó giờ nó một nùi rồi, không có đổi được đâu Vân ơi. Hàng nó giờ một nùi, quần đen ít lắm. Quần đen hầu như là hết luôn rồi. Quần đen hầu như hết nè, em có con chân váy nè mấy chị. Chân váy sale 100 luôn nha. Chân váy này mã 14L103 là chân váy nó có L100 nữa, L9 mấy nữa. Đó. Ủa sao gieo ở đây rượu cầm chứ nữa ta? Hồi bữa chị kêu thâu đâu, mày theo chị Út vào nữa chứ. Không có thu phí. Không có thu phí à? Hồi bữa đã nói khỏi với em rồi. Cho rượu cần hoài, đâu có uống đâu, nhà đâu có ai biết uống rượu cần đâu, hai bình. Sao uống cho hết. Nè con tôm mì xanh bạc nè. Con này à, mã 09L100, con này là hàng hiếm nè mấy chị. Mấy chị thấy L80 với L100 không à? À mấy chị thấy L80-90 chứ làm gì có L này. Không có L này nha mấy chị. Kêu không có eo này eo 100 nè. Vậy nào chốt tôm mì eo 100, chốt giùm em tôm mì eo 100, sale có 100 ngàn rồi nha. Thì kêu lên em mới lựa cho chị được cái quần không? Em mới lựa được cái quần không rách eo 86 cho chị. Đây nè, đây nè. Chị nào 102 lấy tôm mì sọc nè, má ơi. Cái này hàng hiếm nha. Cái này là hàng hiếm nè, eo 102 nè, mã 48 eo 102 nè. Cái này hàng hiếm nè mấy chị. Hàng super hiếm luôn. Tôi có 20 đó, anh Tư có 20 cho ship ấy. Quay về em mượn anh nhiêu mà 40 hả? Quay về mượn anh nhiêu rồi. Cho bạn ship 20 ấy. Mã 48, trời ơi, quần này chị Ngô Thủy về mặt mê. Mã 48 của chị Ngô Thủy nha. Sale giá đây là tuột quần rồi mấy chị, tuột quần, tuột áo. 120 đúng không? 120 của Ngô Thủy. Nè chị gì qua nè. Nè chị Lan, chị Hoa Ngờ. L105 là chị Hoa Ngờ đẹp không? Chậm má nó coi quần nè mấy chị. Chậm má chậm mẹ nó thiệt á. Đây L105 quần tôm mì. Chết ngắt chưa mấy chị. Trời ơi đi kiếm cái quần nào mà nó đẹp dễ sợ như thế này. Vậy mẹ 48 khách lấy rồi nha chị Hạnh Dung Trần ơi. Mẹ 48 khách lấy rồi chị Hạnh Dung Trần. Mẹ này cất riêng nha. Mẹ này cất riêng thôi, em giấu cho riêng em biết á. Khi đem xuống em hay em say em hát. Yêu nhiều khi ăn buồn lắm. L92 nè. À dạ, để em kiếm liền. Mã 62 L92. Đẹp không? Mã 62 L92. Đẹp quá trời. Em kiếm quần L110 hả chị? L112. Từ nha. Chuẩn nôm. Đây là bé hoa bông bụt. Bé hoa bông bụt ơi. Mã 84L94 nè. Mã 84L94. Cho coi gần nha. Cho coi gần phơm với vải nha. Coi dẻo. Đẹp lắm. Bạn size B18 thương hiệu bao nhiêu chị? 38 là kịp. Chị lên chiều cao con nặng anh. Chị còn cỡ 90kg á. Eo chị 85 đến, eo chị 105 đến 101. Ủa, Liên Nguyễn nói không thấy hai cái quần jean nè. Ai? Liên Nguyễn. Em để chị Liên Nguyễn rồi mà. Liên Nguyễn bữa quay với ông Biêu có mẹ. Sao không có? Thấy thằng Biêu không thấy. Mà Biêu kêu để lại tới khi nào Mỹ rồi giao luôn. À, không có, hôm qua chị là chị chốt hai cái của chị Ren 122 vậy á. Em quê em vô mà em có nhớ là em có nhét đồ vô cho Ren Nguyễn mà. Chọn Ren Nguyễn là. Hỏi chọn qua đợi chút nữa qua xả cái bill nó ra tính lại. Mã 84L94. Có L92 công đất màu đen không? Hết sạch rồi chị Loan ơi. Hết sạch hết xẻ rồi chị Loan. Hết không còn một miếng gì luôn á.
Này eo 115 mà 06 eo 115. Đi qua tôi sò mấy cái eo 101 rồi tôi. Đây. Trăm mốt sau lưng kìa, ra kiếm mấy cái quần 101 á, 108 với 101. Cái này sâu đúng không? Mã 84. Mã 84 eo 94 là chị không có vừa đâu nha. Rồi 100 ngàn của chị. Chị của chị mát của chị mát che trần nè. Này của chị mát che trần nè. 108 nè. Rồi 108 nè chị Hoa Ngờ. Ôi con này vải đẹp nha chị. Con này mã 38 eo 108 của chị Hoa Ngờ nè, đẹp chưa? Đó, mê chưa chị? Về lật một like lên mặt cho nó đẹp nha. Về lật một like lên mặt cho nó đẹp. Con này là em nói thiệt với chị là con này là 120 á, chứ không phải con này 100 đâu. Tính 100 cho chị luôn. À sao 38 là bạn của chị, là chị mặc khoảng cỡ eo 105, eo 101 là. Cái đây là chị của chị Matche đúng không? Matche Trần. Em sợ chị không vừa thôi, nhắc chừng thôi. 100 của chị Matche Trần. Rồi chị 100 của chị Hoa Ngờ luôn nè. 100 của chị Hoa Ngờ luôn nè. Nè cái này mã 59 eo 101 hốt luôn đi chị Hoa Ngờ. Dễ đâu có những con quần xanh đen đẹp vậy chị Hoa Ngờ. Đó chị Hoa Ngờ. Má che trần. Cái này hai cái của chị Hoa Ngờ nè. Hai cái của chị Hoa Ngờ đây 112 rồi. 112. Có cái 101 dưới đó. Rồi lên cho mấy chị mã 45 eo 100 nè. Mã 45 eo 100 nè. Chị lấy thử cho bạn chị cái không thì báo em. Cái con này yên không có nhu cầu sale tại hàng mới về. Cho nên chị nào lấy mã này thì thêm cho em 20, ok chưa? Ha, con này mã 45 eo 100. Con này không có nhu cầu sale mấy chị. Không, cái này là phải lấy nha mấy chị, chứ lâu lâu nó mới có được nè. Chị mắt cha tràn hút con này tặng bạn nè, có 100 ngàn tặng về tình thương mến thương nó thâm thúy lắm chị đây. Bãi hơi bị đẹp nha chị, đẹp không? Chết mẹ chưa? Thôi xách bình rượu còn chị giữ trao đi. Em 104 mấy chị. Em 104 trời ơi, chị mất cha. Chốt con này đi về tặng bạn liền. Ý em nói thiệt. Chốt con này về tặng bạn luôn là sướng 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 chảy miếng liền. Con này đẹp lắm nha, con này mã 12 eo 104. Mã 12 eo 104. Eo 104. Ly Nguyễn nè. Để chút xíu nữa em ngon biết cho nó like xong 3 giờ em qua em like khóc lên nha. Nếu mà hôm nay cái lô khóc lên bán không được hết á thì em sẽ đóng đi về, em sẽ đóng đi về về chùa nha. Em đóng đi về chùa. Mã mẫu đó đẹp lắm nha Ly. Hổm giờ bà Ly bà canh miết, bữa nay bà mới chốt được nùi. Mã 03 eo 102. Mã 03 eo 102. Mã 03 eo 102. Mã 44 eo 106 là Ly ơi. Con này không chốt hối hận cả cuộc đời. Con này chị mất che tặng bà cũng được. Mất che super. Oh yeah, mã 44 eo 106. Mã 44 eo 106. Riết rồi hai con chó nhốt với nhau nó như mọi rợ. Rồi yên lên cho mấy chị một mã xanh đen. Em đo con quần này cái nha mấy chị. Cho nó đẹp quá nè mấy chị coi nè. Đây mã này mã dành lộn nữa nè. Thôi tôi nói thiệt, mã này mã dành lộn nữa nè. Mã xanh đen viền nè. Kiếm thước dây. Mã dành lộn nè. Nó ghi lên này eo 102 nha. Đúng rồi, eo 102 mấy chị. Mã 156 eo 102. Ráng hay còn mười mấy con nữa. Giá mắc không anh? 156. 156 của chị Ngân Lê. Ông địa này giá nhiêu anh lên liền? Một cái 156. Có cái con nào hình nổi lên không? Em thích ông địa có con nào hình nổi lên không? 156 của chị Ngân Lê nhiêu tiền vậy chị? 100 ngàn. 100 ngàn. 156 của chị Ngân Lê. Lên tiếp mấy chị. Còn sức là còn chơi nè. Rồi eo 108 nè chị Hoa Ngờ ơi. Eo 108 rất hai đầu gối. Eo 108 rất hai đầu gối. Mạng bên em chậm ghê. Dạ chậm tới 4 comment lần chị. Em còn con tôm mì nè. Tôm mì này yên để riêng nha. Tôm mì này yên để riêng. Tôm mì này là mã 21 eo 104 nè. Tôm mì này mã 21 eo 104. Con tôm mì này để riêng trong này.
Nè mã 105 eo 106 nè chị Hoa Ngờ. Vậy mà không chốt chị chốt gì nữa chị Hoa Ngờ. Em tự chốt với chị nè. Em tự chốt với chị nè. Chị Hoa Ngờ 100.000. Hình nổi có người lấy rồi. Vợ anh vước tặng cho anh vước cái này. Lụ đạn. Vợ anh vước tặng cho anh vước cái này. Cái đó 106 cho em đi. Từ từ à, em lỡ miệng em nói cho chị em lỡ miệng em nói chị Hoa Ngờ rồi, đợi chị Hoa Ngờ đồng ý không đồng ý em đưa cho chị nha. Chứ con đó đáng hàng mới về đó chị, hàng mới về mà em bị ma đó chị. Đây nè, dành lộn con này nữa nè. À hôm trước mới mua 200 dạ. Chị Thư đừng buồn nghe, tại vì ngày hôm nay trong cái kho hàng của Yên nó còn có vài trăm con thôi mà cuối năm, cho nên em chờ em tổng kho, thực sự là em lỗ nhiều lắm chị, cho nên mấy chị đừng có có buồn em cái gì hết trơn hết trọi á mấy chị thiệt. Mấy chị đừng buồn em, chứ bây giờ mà hàng cuối năm tụi em cũng muốn tổng kết tổng kho nên mấy chị, chứ hàng này thực sự là cái con đó em mới lấy về luôn á chị biết mà đúng không, lỗ nhiều lắm nhưng mà kệ mẹ nó chị Thư, cuối năm cho tụi em tổng kết đừng buồn nha. Nè lên cho mấy chị mã 08 nè, mã 08 eo 102. Mã 08 eo 102 dành lộn đi mấy chị. Hơi bị đẹp luôn. Đó. Hơi bị đẹp. Quần tôm mì hả chứ hả? Eo nhiêu? Này eo 104 chị bị rộng. Này eo 105 chị cũng bị rộng. Hai con này chị bị rộng hết nha. Hai con này chị Hồng Khuyên bị rộng hết. Để tí ở ngoài em coi thử con không. Hai con này chị bị rộng hết. Mã chị... 08 của Trúc Phương Nguyên. Chị Nguyễn Dung không cho địa chỉ số điện thoại. Chị Nguyễn Dung không có địa chỉ số điện thoại, xả ra đây con quần đẹp muốn chết. Rồi vậy lấy cái quần của chị, của chị Hoa Ngờ đi. Lấy quần của chị Hoa Ngờ đưa qua cho mắt cho Trần. Hoa Ngờ cho mắt cho Trần đúng không? Gặp cái từ đó thôi. Gặp gặp nó thôi. Không kéo con keo. Nè chị lựa con này nè, em xả của khách nè, mã 115 eo 90 nè chị Anh Thư. Chị Anh Thư coi quần đẹp nè. Chị Thư coi gần cái quần người ta đẹp muốn chết luôn. Chốt hàng xong thì không cho địa chỉ số điện thoại. Đó. Dạ con này là mã của Trúc Phương Nguyên phải không? Rồi Trúc Phương Nguyên 100.000. À trời, Trúc Phương Nguyên đợt này lựa toàn quần đẹp không? À sale còn có 100.000 tổng thể hết nhà nha chị. Tổng thể hết nhà sale còn có 100.000. Chị nào ở đây eo lớn muốn rộng. Có rộng không phải rộng đâu, có chút xíu à chị. Dạ. Rồi Minh Đòn, Minh Đòn quần này đẹp lắm. Rồi Minh Đòn. Mã 115 của Minh Đòn. Mã 155 500.000, quần này mà bán 100.000 đã thèm luôn á trời. Rồi Minh Đòn nè, 100.000. 100.000 Minh Đòn. Mã 05 eo 112, đây có ai treo eo 112 không? Mã 03 eo 84 nè. Mã 03 eo 84 nè mấy chị. Mã 03 eo 84, quần này cho con gái của chị gì lên Đà Lạt luôn nè. Mã 03 eo 84. Tư xuống dưới ăn cơm đi. Nè. Mã 27 eo 94, nãy giờ ai chờ eo 94 đâu. Nãy giờ ai chờ eo 94 đâu, quất nó đi. Hãy quất đi đừng ngại ngùng. Và hãy quất đi đừng lùng bùng. Rồi lên tiếp cho mấy chị mã này. Mấy chị còn coi là em còn lại mã 32 eo 92. Quần này lai lọc nè, quần này 120 nè. Nhưng mà quần này đáng lẽ em sale 120 á. Nhưng mà tại vì quần này mới về nên thôi kệ mẹ nó. Giờ quất luôn 100 đi. Mã 32 eo 92. Mã 32 eo 92. Mã 23 eo 88. Mã 23 eo 88. Mã 23 eo 88 có một con. Mã 23 eo 88. Ai chốt chốt giùm em. Mã 32 eo 92. 100.000 của Minh Đòn. Mã 23 eo 88 á chị. Mã 23 eo 88. Mẹ 32 khách lấy không những chị Hiệp Huỳnh ơi. Mẹ 32 khách lấy rồi, mẹ 23 eo 88.
Mã 23088 chị Anh Thư Nguyễn lấy không? Chị Anh Thư Nguyễn. Anh Thư ơi, còn chồng mày nữa hết không Tư? Ờ, kêu đó. Quý mẹ cố lên. Cố lên. Mã 14E100. Mã 14E100. Cố nhân mấy chị ơi, cố nhân. Mã 26E100. 26E100. Mã 03E104. 03E104. Chị gì đó ơi, chị gì mà chốt cho bạn ơi, chốt con quần đen này nè. Mắt chết chưa? Mắt chết cha ơi. Mã 17E100. Quần đẹp không? 17E100. Quần đẹp không? 95-96 hú nha. Giờ hú gì nữa, còn mấy cái hú nữa. Chiều lai lại. Chiều lai lại bung hàng xưởng luôn nha. Chiều lai rin lại bung hàng xưởng nhớ. Mã 28E101 nè. 28E101. Đẹp quá trời quá đất luôn. Đẹp quá trời quá đất luôn. Nè chốt cho chị Hoa. Hoa ngờ đi. Tự chốt đi. Mã 05E102. Quần này super xịn nè. Mã 05E102. Mã 05E102. Thấy lớn hả chị? Mã 223E88 là chị Hà My Nguyễn. Mã 164E104. Mã 164E104. Còn quần đẹp không? Đây mã 14E100 của chị nè. Hồi nãy kêu hỏi khuyên khuyên. Hồng Khuyên. Hồng Khuyên. Đây 120 của Hồng Khuyên. Rồi 120 của Hồng Khuyên. Quần tâm mì. Quần đen. Mã số 10E102. Trời ơi chị nào 80-82kg lấy con quần đen này đi. Sale có 100.000 đẹp thấy mẹ luôn. Mã 309E100. Mã 309E100. Quần này quần ông địa. Mã 70E88. 70E88. Sale cho 120. Mã 70E88 quần ông địa. Này còn đóng ông địa nha. Dạ còn một nùi ông địa. Rồi giờ sale mã quần này là 60-70kg sale 60 nè. Đã không mấy chị? 60-70kg sale 60 còn 3 quần. Mã số 10 rồi giờ đi kiếm lại mã số 10. Rồi mã 10 của chị Đặng Văn 100.000. Quần đó cái bột vải nó nhiều á. Cái bột in vải nó nhiều á. Về giặt giùm em nước còn mặc nha. Chứ không mặc vô ngứa chim á chị. Mặc vô ngứa chim. Rồi mã 05E112. Mã 05E112. 60 của chị Thanh Thảo Quảng Ngãi. Quần đó 100 mà Đặng Văn 100 nha. Đặng Văn 100. Rồi 60 của Thanh Thảo Quảng Ngãi. Còn 2 quần mấy chị ơi. Còn 3 quần. Còn 3 quần nha. Rồi mã 02E100 mã cuối cùng nè. Mã 02E100 nè. Đẹp không? Ôi mấy chị đừng mặc quần này. Quần này nó bị lỗi rồi. Quần này nó bị lỗi rồi mấy chị. Quần này mấy chị đừng mặc nó bị lỗi rồi. Rồi kết thúc chương trình nha, 12:30 nha mấy chị. Ăn cơm cái 12:30 lên. Không. Nhưng cái liên trao một chút không, em sẽ biểu chị ra rồi khỏi trước. Gì? Để nhắn tin cho Bì Nguyễn chứ không kêu nhắn Bì Nguyễn tin cho em sẽ biểu chị ra rồi. Để cho bà có nhớ không? Không. À. Rồi chào mấy chị đi. Bye bye mấy chị nha mấy chị. Hẹn mấy chị tầm 12:30 là tụi em sẽ lên live hàng xưởng đầm về set bộ của hàng xưởng bên em nha chị. Bye bye.